Xin chào tất cả quý vị, hôm nay chúng ta sẽ cùng đón nghe một tập truyện của tác giả Thanh Vi Và tập truyện này dài khoảng 1 tiếng 30 phút Duy Thuận mời tất cả quý vị cùng đồng hành đón nghe toàn bộ tập truyện ngày hôm nay nhé Nếu hay, quý vị hãy like, share và đăng ký kênh ủng hộ cho Duy Thuận và toàn bộ ekip nhé Thư năm nay vừa tròn 22 tuổi Cô từ dưới quê lên thành phố học tập và sinh sống cũng đã lâu Từ hồi năm nhất đại học đến giờ đã là 3 năm đúng Sau một khoảng thời gian dùng tiền của ba mẹ chu cấp để ở ký túc xá Thư đã đi làm thêm và tiết kiệm Dành dụm được một khoản tiền kha khá Vì ở ký túc chật hẹp, không gian riêng tư lại không có Nên năm nay Thư quyết định ra thuê trọ Mọi chuyện kỳ lạ bắt đầu từ đó. Sáng sớm chủ nhật Thư không có việc phải lên trường, cũng không vướng lịch làm thêm. Cả ngày rảnh rỗi nên cô bèn nhờ cô bạn thân là Hương, phụ mình vận chuyển đồ đạc. Các thứ đồ dùng của một sinh viên cũng không hiểu nhàn gì. Thư chỉ vọn vẹn một thùng quần áo và một thùng chứa các đồ dùng cá nhân linh tinh. Sách vở, tài liệu học tập và máy laptop, cô bỏ hết vào chiếc ba lô đi học từ sáng sớm hai đứa đã bắt đầu di chuyển chỗ trọ của thư nằm trong một xóm dân cư bình thường bà chủ nhà trọ thì cũng rất thân thiện và nhiệt tình phòng của thư ở tầng 2. ở phía đối diện là trọ của một anh chàng điển trai nhưng lạnh lùng và có vẻ rất xa cách gặp thư và hương khệ nệ khiêng hai thủng đồ to tướng vào thang máy mà anh chàng cũng không có vẻ quan tâm giúp đỡ gì thái độ rừng rưng và vô tình. Hai đứa khó khăn vừa đẩy vừa kéo vào trong phòng rồi bắt đầu dọn dẹp. Thư và Hương loay hoay cả buổi sáng căn phòng nhỏ mới tạm thời được sắp xếp đâu vào đấy. Thư nằm dài trên giường mà nhắm mắt nghỉ ngơi. Hương thì ngồi lọt thòm trên ghế sofa. Cô nàng đưa mắt ngó xung quanh. Cô mở miệng. Trông nhà cửa thế này sạch sẽ ghê. Tao phải nghỉ làm cả một ngày để qua đây phụ mày đó mày định trả công tao cái gì đây hai mí mắt của thư như khép chặt lại với nhau cô mở mắt không nổi miệng ngáp dài một cái mày muốn ăn cái gì để tao ngủ một giấc cái đã rồi chiều nay dẫn mày đi ăn nhé lúc nãy tao thấy cách nhà mày hai ba căn hình như là quán cháo vịt thì phải chiều ăn thử xem ngon không thư vội vàng đáp ăn cái gì cũng được dứt câu cô thiếp đi đêm qua thức khuya hoàn thành bài tiểu luận và sáng nay hoạt động quần quật đã khiến Thư vô cùng mệt mỏi. Hương thấy cô bạn dã rời cũng không quấy rầy nữa. Cô im lặng nằm trên ghế sofa và nghịch điện thoại của mình. Không gian yên tĩnh, máy lạnh thổi hơi mát phà phà làm cho Thư ngủ rất sâu. Cô chìm vào một cơn mộng mị lạ lùng. Thư thấy mình đứng bên cửa sổ một căn nhà rộng lớn ở miền quê nào đấy nhà tranh vách đất giản dị đơn sơ hướng thư nhìn ra là một sân vườn có rất nhiều cây cối trong vườn thả toàn là những chú vịt to khỏe tiếng kêu quang quát của chúng vang dội khắp khu vườn một người đàn ông với nước da ngâm ngâm đen bất chợt xuất hiện đôi mắt xách cùng hàng lông mày rậm rạp trong tay ông ta làm làm một con dao to tướng hai cánh tay lực lưỡng toàn cơ bắp cái bụng có vẻ hơi tròn trịa da thịt mập mạp, đầy đặn. Ông chỉ mới bước một bước, đàn vịt xung quanh liền toán loạn chạy tứ táng. Chúng nó sợ hãi, hoán loạn như phát điên đến nơi. Có con cất cánh bay nhưng được vài mét lại ị ạch rớt xuống. Có con quíu cả hai chân lại rồi đứng như trời trồng. Mộng nó há lớn kêu lên những tiếng thống thiết. Người đàn ông kia xuyệt một tiếng rồi nhanh như chớp, chụp lấy một con vịt. Bàn tay điêu luyện nắm lấy cái cổ con vịt rồi đường dao nhẹ nhàng sượt lên đó Máu vịt đỏ tươi bắn ra như cái vòi nước Mấy con vịt khác tự nhiên cũng lăn đùng ra mặt chết tươi cả Con nào con nấy lạt lìa và máu me tung tóe, Có con còn đang dãy rụa với những hơi thở cuối cùng Thư giật mình Cô định giơ tay che mắt nhưng chẳng thể cử động nổi Người đàn ông cầm cái đầu vịt đắt đất lìa quay về phía Thư Ông ta nhe hàm răng ố vàng nở nụ cười quỷ dị trong khi những giọt máu vẫn còn nhiễu tong tòng trượt theo cánh tay dính lên vai áo thư bước lùi mấy bước nhưng bàn chân như đeo chỉ nó nặng nề và cứng đờ như đá người đàn ông tiến về phía thư miệng vẫn nở nụ cười trông kinh dị và ghê rợn ông ta đã sát ngay bên ngoài cửa sổ một bàn tay dính đầy máu tươi đặt lên bệ cửa tay còn lại giơ cao cái đầu vịt đôi mắt vịt còn mở to đầy kinh hoàng cái mồm của nó há to Miệng người đàn ông phát ra vài âm thanh xì xào Khi chuyển đến tai thư thì những từ cô nghe được là Ăn đi, ăn nó đi Thư lắc đầu, răng lưỡi đánh cầm cập không, không, tôi không ăn, tránh xa tôi ra Cô vung vẩy hai tay, bàn chân cố sức nhúc nhích mà không được Cái đầu vịt ngày đã càng sát tới Thư hét lên một tiếng thất thanh rồi giật mình tỉnh lại Cô mở choàng mắt, căn phòng trở vẫn yên tĩnh và lặng im. Cô bạn của cô cũng đã chợp mắt từ lúc nào. Bàn tay Hương vẫn đang nắm lấy cái điện thoại đang sáng, thử tự vỗ về chính mình. Tất cả chỉ là mơ thôi. Bàn tay sở soạn tìm lấy cái điện thoại, bây giờ đã là 12 giờ rưỡi trưa. Thư ngồi dậy, dón rén đến bên bàn, rồi rót lấy cho mình một cốc nước đầy. Cô chậm rãi uống, trái tim đập dữ dội bên trong lòng ngực cũng đang dần trở về nhịp bình thường. khi uống hết, thử đặt cốc xuống bàn rồi quay sang ngó hương, thì lại lần nữa thót cả tim. trên sofa không phải là khuôn mặt của cô bạn gái xinh xắn mà chính là một con vịt đen thôi. to tướng, nó to đến nỗi cây ghế chứa không hết. toàn thân nó xù xì lông lá, nằm lẫn trong lớp lông là những vệt máu đen đúa dài ngoằng ngoèo. thử cứng họng chết chừng tại chỗ mắt mở to ngó đăm đăm thoát một cái nó đã lại biến mất hương vẫn nằm đó ngủ say sưa thư che miệng để không kêu lên những tiếng thảng thốt tay chân bùn rùn hết cả cô ngồi phịch xuống giường rồi cố gắng hít thở thật đều khi bình tĩnh cô khẽ gọi hương hương ơi hương à cô bạn động đậy hương mở đôi mắt lờ mờ nhìn thư um, chuyện gì vậy Thư hỏi bằng giọng thăm dò e ngại. Mày uh, có thấy con vịt nào không? Con vịt nào? Mày nói gì vậy? Hương rụi mắt, cô ngáp một cái thật dài rồi chở mình. Oh, gì vậy trời? Mày nằm mơ hả Thư? Thư lắc đầu. Thôi, mày ngủ tiếp đi, chắc là tao nhìn nhầm thôi. Hương cục mắt rồi úp mặt vào lớp đệm trên ghế, giọng cô làm bèm trong lớp bài giày. Cái đồ hâm này! thử vội xua đi những hình ảnh kỳ lạ trong đầu mình rồi lại ngả lưng xuống giường lần này cô đánh một giấc ngon lành cho đến tận chiều hai đứa cứ nằm ngủ như thế cho đến khi tiếng ồn ào bên ngoài dần rộ lên tiếng xe cộ tiếng ý ới gọi nhau tiếng trò chuyện rôm rả vang lên từ quán ăn bên dưới lầu hương tỉnh giấc trước người ngợm mỏi nhừ vì nằm co ro trên ghế cô chống tay từ từ ngồi dậy Đồng hồ trên điện thoại cho cô biết hiện tại đã là 4 giờ chiều. Hương cất cái giọng ngáy ngủ của mình lên. Con nhỏ kia, Thư à, Hoàng Anh Thư, tao đói bụng rồi, mày dậy dẫn tao đi ăn đi. Thư cũng là mở mở mắt, giọng cô cũng lè nhẹ không kém nhỏ bạn. Mày đã nghĩ ra món gì chưa? Tao muốn ăn cháo vịt, quán vịt ngay bên dưới kìa. Món ăn của Hương làm Thư tỉnh càng ngủ. Cô tự hỏi sao lại là cháo vịt? Mọi chuyện có cần trùng hợp đến vậy không? Hoặc chính cái món cháo vịt mà nhỏ bạn lèm bèm từ trưa đến giờ là nguyên nhân khiến cô nằm mơ thấy giấc mơ kỳ lạ đó. Thư hỏi rõ. Sao mày lại muốn ăn cháo vịt vậy? Tự dưng hồi trưa thấy người ta treo bán thì uh, tao thèm vậy thôi. Cầm mà lẹ lên đi, bụng tao kêu rồn rột rồi đây này. Hương nói xong thì bỏ chân xuống khỏi ghế. Cô lẹ làng đứng dậy rồi vào nhà vệ sinh rửa mặt mũi cho tỉnh táo lại. Thư cũng lục tục ngồi dậy. Cô ngồi ngơ ngác ở đó nghĩ về sự liên hệ giữa món cháo vịt và giấc mơ có bầy vịt chết. Đó chắc chắn là một điểm báo tâm linh nào đấy mà Thư chẳng tài nào lý giải nổi. Hương bước ra miệng lại hối. Con nhỏ này, mày còn ngồi thử ra đó làm gì thế? Tao dậy rồi đây. Thư vươn vai một cái rồi đứng dậy, Chờ đến khi hai đứa chuẩn bị xong xuôi thì cả hai xuống lầu. Quán cháo vịt cạnh đó rất đông khách, những bàn đều đầy áp người ngồi. Thư và Hương phải đợi gần 10 phút mới đến lượt mình vào ăn. Hương biết chầu này do Thư thanh toán nên cô hào phóng nói với người phục vụ. Chú cho cháu hai bát cháo, một đĩa gỏi lấy ức và đuôi vịt luôn nhé. Nếu được thì cho cháu thêm cả bộ lòng nữa. Người phục vụ đáp đã biết rồi, nhanh chóng rời đi một lát sau đồ ăn ngon lành được mang lên thư lặng người khi thấy trên vai người phục vụ bưng đồ ăn ra là một con vịt nó bay quần ngang đầu và vai anh ta đôi mắt đỏ kẻ và cái miệng như đang cố đấp lấy đầu người phục vụ vậy thư vội kêu lên ôi coi chừng con vịt kìa khương giật mình nhìn nhỏ bạn trong cơn hoảng hốt cô hỏi gì vậy mày mày sao vậy thư lại chẳng thấy con vịt đâu nữa Cô cất giọng run run Mày có thấy con vịt bay theo anh phục vụ kia không? Hương đưa mắt nhìn theo hướng tay thư Cô bảo Tao chẳng thấy gì ngoài đồ ăn sắp đến cả Hai bát cháo nóng hôi hổi được đặt lên bàn Làn khói của nó tỏa hương thơm nước mũi Hương hít hà wow, Thơm quá đi mất Tiếp sau là đĩa gỏi với màu xanh mát rượi của rau chuối, rau bắp và cả mớ rau răm mấy miếng thịt nạc nung nốt thịt, lớp xà mỡ trông đầy đầy ngon lành khiến người ta phải thèm thuồng. Hương sáng bừng khuôn mặt, ăn thôi. Hương cầm đũa bắt đầu gắp thịt. Thư vẫn ngồi đó, bàn tay chưa hề động đậy. Cô bạn lấy thìa và vừa thổi vừa hút những giọt cháo đầu tiên. Cô luôn miệng khen nước nở, ngon quá này. Rồi Hương ngẩng lên nhìn Thư. Sao mày không ăn đi? Thư nghe Hương hỏi thì mới chịu cầm đũa lên. Hương hớn hở, gắp cho Thư một miếng thịt to. Nguội hết bây giờ, nguội là không ngon nữa đâu. Thế nhưng hình ảnh cái đầu vịt đầy máu vẫn chưa ngừng ám ảnh Thư. Cô ngẩn ngừ thật lâu mới cắn được miếng thịt đầu tiên. Vì mặn mặn thơm tho của nó khiến cô muốn ăn thêm. Một thìa cháo nóng cùng đũa gọi có mùi rau xanh, phải nói là ngon liệm người đi. Thư bắt đầu ăn uống ngon lành, cô bắt thêm ít chanh vào bát mình rồi khuấy lên đột nhiên có cái thứ gì đó chợt lóe lên trong bát cô rủi mắt rồi ra sức nhìn kỹ lại thư bàng hoàng khi nhận ra nó là một con mắt trọng con ngươi của nó láo liêng qua lại đen ngòm thư không kìm được tiếng thẳng thốt cô kêu lên ôi chúa ơi gì vậy mày hương mở to mắt nhìn nhỏ bạn Thư vớt con mắt đưa cho hương xem nhưng giờ nó chỉ còn là một hạt tranh nhỏ xíu nằm trên cái thìa. Thư nói. Nó là con mắt vịt. Mày điên hả? Đây là hạt chanh mà. Thư định thần nhìn lại. Quả đúng là hạt tranh. Cô không tin vào mắt mình nữa. Có lẽ nào là vì cô mệt mỏi quá độ nên mới thấy nhiều điều kỳ lạ như vậy. Thư hoa mắt chóng mặt. Mọi thứ dường như đều là ảo giác. Sao chỉ có mình cô thấy? thư chỉ biết cố chấn an mình. Quán cháo vịt này có vẻ đã mở ra từ lâu đời rồi, không chỉ đông khách mà quán còn rất rộng, bàn ghế hiên ngang lấn ra cả lề đường mà chẳng ai ý kiến. Nó nằm gần cuối hẻm, ba căn nhà liền kề nhau đều thuộc sở hữu của quán. đủ thể loại người đến đây ăn, có bạn nhậu, có gia đình đi ăn tối, cả bạn bè và nhóm họp. Hương húp cháo sùng sục còn thư thì cứ bẩn thần. Cô ăn không vô nữa Hương dục mấy lần mà Thư cũng chỉ uống nước Bát cháo cũng bỏ dở Thư nói Tao lạt miệng quá, mày ăn đi Tao nuốt không nổi Đợi cho Hương ăn uống đã đời Thì hai đứa đứng lên Thư tiến Hương về và cảm ơn cô bạn Trước khi để máy xe rời đi Hương nửa đùa nửa thật nói Mày uh, chuẩn bị tinh thần đi nhé Tao sẽ qua đây thường đó Ở nhà với ba mẹ cũng chán lắm bóng dáng hương cùng chiếc xe dần khuất nơi cua quẹo thư nhìn đồng hồ chỉ mới sáu rưỡi chiều cô chưa muốn về phòng vội cô dạo bước ra khu vực quanh xóm để ngó nghiêng một vòng cách xóm nhà thư khoảng 300 trăm mét về bên phải có một cửa hàng tiện lợi hướng ngược lại là đường ra chợ nơi này quả thật thuận tiện thư ghé vào cửa hàng gần đó mua vài thứ lặt vặt sữa bánh kẹo là mấy món thư thưởng cứu đói khi bận làm việc hay viết bài. Khi đã quẩy tính tiền, cô mới chợt nhận ra người đang đứng trước cô là anh chàng ở nhà đối diện. Bóng lưng anh ta rất cao lớn nhưng lại không mang tới cảm giác an toàn, ấm áp, mà là vẻ cô đơn hiu quạnh, yếu đuối mỏng manh. Những món hàng anh ta mua cũng gây cảm giác tò mò. Kéo, dao rọc giấy và băng keo. Thư nhìn không chớp mắt khiến anh ta cảnh giác. Đôi mắt sắc bét liếc qua khuôn mặt thư làm cho cô biến sắc cô vội cụp máy không dám nhìn nữa anh ta tính toán xong liền quay người bước ra lúc đi ngang thư liền bỏ lại một câu xanh rợn lần sau cô nhớ đừng có nhìn người khác chằm chằm như thế nữa nhé cảm giác bị nhìn lén khó chịu lắm thư giật thót rồi đứng ngay ra đó người nhân viên phải gọi đến mấy lần cô mới hoàn hồn cô nhanh chóng thanh toán rồi gấp gáp trở về nhà Thư lại đâm đầu vào đống bài vợ trách chồng cho ngày mai. Đến lúc cô ngẩng đầu lên thì trời đã sụp tối. Đồng hồ chỉ 11 giờ khuya, bụng đói cồn cào vì chiều chưa ăn gì. Thư bóc dở một gói bánh và bắt đầu ăn. Cô mở chút nhạc để thư giãn đầu óc. Bài hát yêu thích từ loa laptop vang lên, khiến thư phải ngân nga theo. Chợt một cơn gió lạnh từ ngoài cửa sổ ùa vào phòng, làm thư rùng mình. Ngoài trời tối thôi, Bầu trời đêm nay đen kịt kịt, không có sao cũng chẳng có chăng. Đó là dấu hiệu của một đêm ác mộng kéo dài. Thư bước tới cạnh cửa sổ, đưa tay và đóng cửa lại. Tiếng trước cửa vang lên cái tách. Cô gái yên tâm hơn và lên giường đi ngủ. Nằm một lát, Thư liền mệt mỏi thiếp đi. Những giấc mơ kỳ lạ lại quấn lấy cô. Trong đêm thành vắng yên tĩnh, vạn vật lặng lặng ngủ say. Nhưng hình như có thứ gì đó bắt đầu thức dậy thỉnh thoảng bên ngoài cánh cửa lại vang lên âm thanh va chạm khe khẽ đó không phải gió cũng chẳng phải người tạo ra tiếng động đó không theo bất kỳ một quy luật nào cả thư thấy mình mở to đôi mắt cô cảm nhận chân thật lớp cửa kính lung lay và run rẩy tấm màn cũng phấp phới bay dù chẳng có tác động từ bất kỳ thứ gì đến lúc không còn kiên nhẫn nữa giấc ngủ của thư đang bị làm phiền cô ngồi dậy bực dọc tiến về hướng ấy Bàn tay vén tấm rèm rồi nhanh nhẹn bật mở hai cánh cửa ra xem cái gì đang ở bên ngoài. Cảnh tượng bên ngoài hư hư ảo ảo. Cả trăm cái bóng đen bay ngộp trời. Đó là những con vịt xấu xí và lông lá xù xì. Có con nhỏ con to. Chúng bay vòng vèo sửa qua trước mặt thơ. Giống như đang đuổi theo cái thứ gì đó vậy. Khung cảnh hỗn loạn và khiếp đảm dị thường. Thư đụt tay vội đóng cửa lại. Nhưng bỗng sững sờ. Phía xa xa Hình bóng một linh hồn của con người đang lấp loáng. Có vẻ như đám vịt này đang đượt theo hồn ma đó. Thư nhìn mà hoa cặp mắt. Cô vừa sợ lại vừa có chút tò mò. Đám vịt ma càng ngày càng đông hơn. Linh hồn kia thì đã bị vây khốn. Thư hé cửa sổ vừa đủ một khe nhỏ để dòm xuống. Cảnh tượng kỳ lạ hệt một giấc mơ. Bóng ánh mắt linh hồn ấy liếc lên cô. Thư hoàng hồn rụt cổ. Người đó có vẻ rất quen ánh mắt sắc bén và kiểu cách đó Dường như Thư đã gặp ở đâu rồi Bóng ma con người thì thoát ẩn thoát hiện Bay càng ngày càng xa Bảy vịt cũng chẳng buông tha Tình thế cứ vậy mà tiếp diễn Những bóng ma chập chờn ấy từ từ tản ra Rồi bay tới một nơi khác Linh hồn khốn đốn kia có vẻ như đang dẫn dắt bảy vịt này đi một nơi khác Thư ngẩn người nhìn theo Rồi sau đó mọi thứ biến mất như chưa từng hiện diện căn phòng lại trống trải lặng lẽ thư mơ màng không phân rõ được đây là một giấc mơ hay là hiện thực cô nằm trên giường gác tay lên trán và suy nghĩ miên man rồi từ lúc nào chìm vào giấc ngủ chẳng hay trời sáng tiếng chuông báo thức reo inh ỏi bên tai thư vùng bằng tắt đi mấy lần nhưng cuối cùng cũng phải ngồi dậy trong cơn mơ màng hôm nay đầu tuần cô phải đi học và tối có cả lịch làm thêm ở quán cà phê đánh răng rửa mặt và thay đồ chuẩn bị mọi thứ mất hết gần hai chục phút thư ra khỏi nhà vào lúc sáu rưỡi sáng trong lúc chờ thang máy cánh cửa phòng đối diện nhà cô bật mở một mùi hương nhang trầm thoang thoảng bay ra người đàn ông trong đó cũng ăn bận trịnh tề bước khỏi cửa hai người cùng nhau đi vào thang máy đến nhà để xe đột nhiên anh ta mở lời với thư cô nhìn thấy được người quay âm sao anh nói gì vậy tôi không hiểu tối qua có phải cô từ trên cửa sổ phòng đã nhìn thấy tôi cùng đàn ma vịt đúng không những hình ảnh lập lờ đêm qua vẫn còn in đậm trong đầu thư bảng hoàng chưa phản ứng kịp thì anh chàng nói tiếp nói ra có lẽ cô không tin nhưng linh hồn mà cô thấy đúng là tôi đấy Thư ngờ ngác nhìn khuôn mặt góc cạnh trước mặt mình cô cất giọng thắc mắc thế anh là người hay là ma tôi là người bằng xương bằng thịt mắt thư mở to kinh ngạc vậy linh hồn hôm qua là như thế nào tại sao lại có nhiều vịt đến thế người con trai lạ lùng ấy rơi vào suy tư một lát sau anh ta mới nói đó là một câu chuyện rất dài có lẽ cô cũng chẳng nên biết đâu tôi liệu có thể giúp anh không chàng trai im lặng một lát rồi lắc nhẹ đầu cũng bảy giờ rồi đấy Cô muộn chưa? Thư bất giác nhìn chiếc đồng hồ đeo tay của mình, gương mặt thoáng vẻ hoảng hốt. Ờ, chết, tôi quên mất. Muộn rồi, thôi chào anh tôi đi đây. Thư gấp gáp tiến về chiếc xe máy của cô. Chiếc xe nằm trong cốc và đã bị những chiếc xe khác chắn ngang lối ra. Chàng trai thấy vậy bèn bảo. Chìa khóa đâu, tôi dẫn hộ cho. Thư hơi phân vân nhưng đội cũng sẽ tay đưa lại chìa khóa cho anh chàng. Anh ta nhận lấy miệng nói Tôi là Việt Sau này có cần gì thì cứ tìm tôi Việt nói rồi xoay người bắt tay Rời mấy chiếc xe ra Anh dẫn một lượt mấy chiếc liền Nên mồ hôi trên trán nhễ nhại Khi xe của Thư được dắt ra đến cửa nhà Thì Thư vui vẻ cảm ơn Việt Cô không quên rút tờ khăn giấy trong túi Và đưa cho anh Giọng ân cần Anh lau mồ hôi đi Tôi cảm ơn nhé Việt nở nụ cười, đó là một nụ cười hiếm hoi trong cả cuộc đời của anh. Thư nhìn Việt với ánh mắt tò mò, sau đó cô lên xe, nhấn ga rồi rời đi. Cô dự định trong đầu sẽ tìm cơ hội nói chuyện với anh, nhưng điều Việt nói lúc nãy đã khơi lên tính hiếu kỳ và nỗi tò mò trong cô. Thư cứ suy nghĩ vẩn vơ mãi về những câu chuyện tâm linh và cố giải thích cho mình một lý do hợp lý về chuyện của Việt. Cả ngày nhanh chóng trôi qua, nắng lên chiều buông rồi tối đến. Thư bận rộn quay cuồng suốt 24 giờ và quên bẵng đi chuyện của Việt. Đêm thứ hai đã đến. Quá chốt cải then cẩn thận, Thư mệt mỏi ngả lưng lên giường và nhắm mắt lại. Sự yên tĩnh ru cô vào một giấc ngủ ngon lành. Rồi bóng Thư trở mình. Một thanh âm kỳ lạ đánh thức Thư. Tiếng ong ong của cái gì đó không ngừng dội vào lỗ tai cô. Bị làm phiền, Thư miễn cưỡng mở mắt tiếng động ấy trầm trầm vang vang cứ vang vẳng không ngừng thử lắng nghe một hồi thì chợt phát hiện đó là giọng nói của việt thư ơi cô giúp tôi với thư từ từ định thần căn phòng trống trải không có ai yên lặng khác thường cơ thể thư tự dưng nổi hết khai ốc cô cất giọng hỏi anh việt đó sao Tiếng cọt kẹt của chiếc ghế xoay là âm thanh đáp lời thưa Thư có cảm tưởng như ai đó vừa ngồi lên ghế vậy Thư dùng mình một cái lại hỏi Anh đã bị đàn vịt tấn công à? Mặt Thư vẫn lem nhem trong bóng tối Một cái đĩa nhỏ từ sống bát rơi choang xuống nền đất và xoay tiếp Thư bất giác kéo cao tấm chăn hơn và cuộn mình vào đó Anh cần gì? Chiếc đĩa tiếp tục xoay tròn và tiến về phía cửa nó dừng lại ở ngạch cửa và cứ xoay cứ xoay mỗi vòng xoay của nó đều hệt như đang thúc giục và mời gọi thư cô cử động bàn tay vén chăn và bàn chân chạm xuống đất cô bước lại gần chiếc đĩa cánh cửa phòng bật mở khi thư vẫn chưa kịp chạm vào khóa chiếc đĩa trên sàn nhà lại tiếp tục xoay tròn và di chuyển một cách kỳ diệu thư chăm chú nhìn nó và rón rén bước theo nó dẫn Thư đến trước cửa phòng Việt và dừng lại Một giọng nói cất lên ngay sát bên tay cô Mở cửa đi Thư nhẹ nhàng nhấc bàn tay và bàn nắm xoay cửa cửa Căn phòng hé mở Từ bên trong bay ra mùi nhang trầm thoang thoảng Và có chút ánh sáng lập lòe từ mấy ngọn nến hắt ra Thư lách mình tiến vào trong Và cánh cửa khép lại phía sau lưng Căn phòng này bố trí rất đơn giản Các tông màu của vật dụng cũng rất đơn sơ giấy dán tưởng màu trắng khiến cho không gian xung quanh trông vô cùng sạch sẽ. Điều đáng để ý nhất trong phòng là một cái bàn thờ nho nhỏ, cách trưng bày cũng khá giản dị. Tượng Phật chỉnh tề, ngay ngắn ở tránh giữa, một bình hoa sen trắng, một đĩa hoa quả còn rất tươi, và trong lư hương những tàn nhang cũng không ít. Trên giường là Việt nằm đó, đôi mắt anh nhắm nghiền, đôi môi dày nhợt nhạt. Bây giờ thư mới để ý thấy Đối xứng với vị trí đỉnh đầu, hai chân hai tay và hai vai ở dưới gầm giường là bảy ngọn nến đang cháy, chúng có vẻ như sắp tắt. Thật trùng hợp, chợt một cái bật lửa từ trên bàn rớt xuống, lần này thứ đồ vật đó lại trùng hợp rớt xuống ngay mũi chân cô. Thư cúi xuống và nhặt lên. Giọng nói kia lại lên tiếng. Thắp nến lên. Thư làm theo. Cô cầm bật lửa trong tay rồi khẽ khàng tiến lại châm lửa cho các tiêm của bảy ngọn nến Ánh lửa liền sáng bừng lên Căn phòng cũng đỡ âm u mờ mịt hơn đôi chút Thân thể Việt lúc này ở trên giường cử động Anh chớp chớp mắt mơ màng Miệng há ra nhưng không phải là tiếng người Từ nơi cổ họng Việt lại phát ra âm thanh khàn đục đục Đó là tiếng cầm cừ rên rỉ khiến người ta lạnh sống lưng Thư giật mình Đưa đôi mắt đụt rè nhìn chàng trai nằm trên giường Cô hỏi Anh Việt nói gì thế? Ờ... anh nói gì cơ? Thử vẫn chưa giao tiếp với Việt xong thì một chuyện kỳ lạ lại diễn ra Cánh cửa sổ ở phía bên kia vách phòng vẫn còn chưa đóng chặt Hai cánh cửa lập cập đánh vào vách tường Tạo ra tiếng lách cách Cơn gió lạnh buổi đêm ùa vào Việt lại há hỏng Nhưng chẳng có gì khác ngoài những âm thanh không ra người Đôi mắt anh thì trợn trắng Mà mở chần chừng. Chiếc đĩa đang nằm yên tĩnh dưới đất Đột nhiên lại xoay tròn Nó xoay nhanh hơn bao giờ hết Mỗi vòng lại gấp gáp dồn dập hơn Thư chăm chú nhìn mà hoa cả mắt Cô vội cất giọng vào khoảng không Anh Việt Anh muốn gì vậy Tôi không hiểu Không có tiếng trả lời Chiếc đĩa cứ xoay Hai cánh cửa cứ đập vào nhau côm cốt Đầu óc xoay vòng Thư đột nhiên nảy ra một ý Cô nhẹ nhàng bước đến cái bàn làm việc duy nhất đặt trong phòng Trên đó có mấy sắp giấy tờ và một ống bút gỗ kiểu xưa cũ Cô lật đặt và đưa sát mắt vào nhìn Thư đang cố tìm ra một mảnh giấy trắng Cuối cùng cô cũng lật trúng một tờ giấy vừa ý mình Thư dùng tay đút lấy tờ giấy đó rồi vơ vội một cây bút Nét chữ ngay ngắn sạch sẽ của Thư nhanh chóng hiện lên Những chữ cái A, B, C, D nắn nót nằm dưới ngòi bút của thư chúng được sắp xếp theo một vòng tròn hai bên góc phía trên của tờ giấy thư viết có không cô còn cẩn thận vẽ thêm hình mặt trời cạnh chữ có và hình mặt trăng cạnh chữ không theo trí nhớ của thư làm như vậy sẽ tăng thêm phần long trọng và kính cẩn đối với thế giới tâm linh sau đó thư đem tờ giấy đặt ra giữa nhà mặt đối mặt và khoanh chân ngồi xuống một cách cẩn trọng Cô đang thực hiện những nghi thức của trò cầu cơ mà cô nhớ được Lúc còn nhỏ chơi cùng đám bạn Miệng cô lẩm bẩm đọc Hồn nào ở chốn non bồng Qua đầy hồn cũng vui lòng ghé chơi Dầu hồn dạo khắp mọi nơi Ghé đây đảm đạo chuyển đời trần gian Cảnh tiên hạt nổi mây ngàn Làm cho hồn cũng ngỡ ngàng kém vui Cảnh tiên xa lạ bùi ngùi Sao bằng cảnh tục hồn vui với người Đợn ca múa hát vui cười Trà thơm bánh ngọt trái tươi đái hồn Hồn ơi hãy ghé qua đây Tâm tình trăng gió nước mây với hồn Gió to sóng cả dập dần Hồn đi lẻ bóng hoàng hôn một mình Qua đây bè bạn thêm sinh Ghé đây bè bạn kết tình âm dương Hồn dầu ở mấy đường cách trở Nghe lời cầu xin chớ đắn đo mấy lời tâm sự nhỏ to hồn ai qua đó thấu cho tấm lòng thư đọc đến đây thì cây bút đặt trên tờ giấy đã bắt đầu lay động cô hơi sợ bàn tay lạnh ngắt tuôn ra mồ hôi ẩm ướt thư lục lọi ký ức để lôi ra phần còn lại của bài gọi hồn nhưng đã quá lâu rồi cô không còn nhớ nữa thư luống cuống chỉ biết vội mở miệng đọc nốt hai câu cuối hồn ghé lại nguồn cơn cạn tỏ Hồn đừng ngại đường xa bóng nhỏ Lời thư vừa dứt Chiếc bút lại chậm chậm Lăn qua lăn lại trên mảnh giấy Thấy vậy thư đinh ninh Việt đã nhập vào Cô cất giọng run run hỏi à, Anh Việt đang có ở đây không? Chiếc bút nhích từng chút Về phía cái mặt trời con con của thư Đầu bút chỉ thẳng vào chữ có Thư thở vào Cô tiếp tục hỏi anh dẫn tôi sang đây là có việc cần giúp phải không? Chiếc bút đứng yên. 5 phút trôi qua chiếc bút vẫn yên tĩnh, nằm đúng ở vị trí có. Lần này Thư đã yên lòng. Cô nói. Bây giờ anh cần tôi làm gì? Chiếc bút khẽ động, nó lần lượt chỉ vào các chữ cái. Chết. Chết. Chiếc bút không ngừng lặp đi lặp lại những chữ cái ấy Thư đã nhận ra cái tự kinh khủng kia Nhưng cô vẫn tần ngần. Một tiếng cười khủng khục từ đâu đó vang lên Khiến cô giật mình Việc ở trên giường trạng thái chưa từng thay đổi Nhưng chính cổ học anh lại là nơi phát ra tiếng cười gây giận đó Việt mở miệng Chết Chết Thư lùi vài bước ra phía cửa Sợ hãi xen lấn bàng hoàng Lấn át trong tâm trí cô thứ hoàn toàn không rõ mình đang gặp phải những thế lực tâm linh ma quái nào nữa Thư cứ thụt lùi về phía sau cho đến khi lưng chạm phải cái cánh cửa lạnh lẽo mắt cô không dám rời khỏi viện anh nằm trong giới hạn ánh sáng của bảy ngọn nến và cười lên sặc sùa chiếc bút dưới đất đã không còn chỉ vào các chữ cái mà nó bắt đầu dựng đứng lên và ngoằn ngoèo viết từ chết chẳng chịt lên những khoảng trống của tờ giấy bàn tay run rẩy tìm đến nắm xoay cửa cửa thư điên cuồng vặn nhưng cánh cửa vẫn khép chặt không nhúc nhích nỗi kinh dị và khủng khiếp ở trước mắt khiến cô nghẹt thở thần kinh căng thẳng như dây đàn sắp đứt đến nơi cô muốn hét lên vì kinh hoàng nhưng mồm cũng chẳng há ra nổi ngay khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy đột ngột một hơi nóng phả bên tai cô luồng khí mang một làn hơi ấm áp khiến thư bình tĩnh hơn Cô cố sâu chuỗi lại những sự việc từ nãy đến giờ Cô nhận ra Trong căn phòng này không chỉ có mình cô và Việt Thử hít một hơi thật sâu rồi chấn an mình Điều cô phải làm bây giờ Là kết nối được với linh hồn của Việt Thử đưa mắt nhìn quanh Chiếc đĩa từ phòng cô vẫn còn nằm trơ trọi dưới sàn nhà Cô rón rén lại gần Những ngón tay lập cập nhặt cái đĩa lên Khi nhìn vào giữa chiếc đĩa Thư lại một lần nữa kinh sợ suýt chút cô đã ném chiếc đĩa đi đó là một chiếc đĩa thủy tinh trong suốt điều kỳ lạ là nó rơi xuống đất mà không vỡ hiện tại trong ấy còn đang hiện lên khuôn mặt của một người đàn ông chính là việt giọng nói đùng đục của việt thì thầm rõ ràng hơn bao giờ hết nó sẽ thay tôi dẫn đường cho cô cô hãy đặt nó xuống đất đi thư làm theo chiếc đĩa ngay lập tức xoay tròn và tiến về phía một chiếc tủ đây là một cái tủ kéo có nhiều ngăn Cái đĩa dừng lại trước một ngăn tủ sát đất Dưới cùng bên trái Thư phân vân một lát rồi sau đó quyết định kéo ra Trong ngăn tủ này chứa các loại đồ cúng Giấy tiền vàng mã, bùa phép Và mấy vật lạ lùng mà Thư không biết gọi tên Tất cả chúng trông có vẻ rất cũ kỹ Cô cất giọng hỏi linh hồn Việt đang ở đâu đó Tôi làm gì tiếp theo đây? Đừng hòng đuổi được tôi đi Cô gái này có đủ khả năng để đuổi chúng tôi đi sao Việt trên giường vừa cười vừa nói với giọng thách thức Anh ta giơ tay chỉ về phía thư Cô định làm gì Thư thật sự không biết phải làm gì Cô nhìn các thứ trong tủ mà bối rối Linh hồn Việt nhẹ nhàng cất giọng hướng dẫn Lấy giấy tiền vàng mã ra đốt lên Thư lôi giấy tiền vàng mã ra và đốt lên như lời nói bên tai mình Việt tiếp tục Bây giờ thì hãy đi tìm muối gạo và rải quanh phòng Thư tiến vào kệ bếp, loay hoay tìm gạo với muối Cô tìm ra chúng ở kệ cuối cùng trong tủ Bàn tay nhanh nhẹn vốc những bụng muối và gạo thảy ra quanh phòng Miệng lẩm bẩm đọc mấy câu đuổi tà mà nhân gian vẫn hay lan truyền Lúc đầu linh hồn trong thân thể của Việt vẫn cười khinh thưa nhưng tiếng cười nhỏ dần sau đó im bặt thư nhặt tờ giấy cầu cơ lúc nãy bỏ luôn vào đám lửa khói mù mịt cả căn phòng không khí ngột ngạt bí bách vô cùng thư đặt bàn tay lên ngực mình và tự vỗ về mắt theo dõi những làn khói trắng lơ lửng đang theo đường cửa sổ mà thoát ra rồi bóng một bóng dáng quen thuộc cũng từ đó mà bay vào về đứng trước mặt thư rồi cất cái giọng ấm áp chân thật của mình lên Tôi nợ cô một mạng. Đó là giọng nói thật sự của Việt. Giọng nói đàn ông quen thuộc mà sáng nay thư nghe. Thư định trò chuyện với anh đôi câu, nhưng Việt thoát cái đã lại biến mất. Phía trên giường, thân thể Việt đang ngồi dậy. Ánh mắt có thần hơn và đôi môi cũng đỡ nhợt nhạt. Vận trăng bên ngoài khung cửa sổ hắt vào cái thứ ánh sáng huyền ảo. Việt chân thật, nhưng trông anh vẫn yếu ớt mông lung như một linh hồn. Thư ngập ngừng. Anh Việt trở lại cơ thể rồi à? Việt gật đầu. Đúng là tôi rồi. Mọi chuyện đã ổn chưa vậy? Tôi không biết mình có làm tốt không. Cô đã làm tốt lắm, cô đã cứu tôi một mạng đấy. Thư ngây ngô hỏi. Vậy anh sẽ không bị ma quỷ tìm đến nữa sao? Việt chợt mỉm cười cay đắng. Không đâu, đêm mai chúng sẽ lại tìm đến thôi. Chừng nào tôi còn sống thì những chuyện như thế này sẽ không kết thúc. Tôi đã cố dẫn nhập chúng vào đường siêu sinh, nhưng số lượng quá nhiều. Bán khí, lòng thù hận lại không thể nào hóa giải trong ngày một ngày hai. Anh nói gì mà nghe bi quan vậy chứ? Cô có muốn nghe không? Tôi sẽ kể, chuyện dài lắm đấy. Thư ngay lập tức đồng ý, việt thấy vậy bèn tuột xuống giường. Anh từ tốn kéo một chiếc ghế rồi mời thư ngồi. Việt quay đi rót cho thư cốc nước Cô uống chút nước chứ Thư nhận lấy từ tay Việt rồi đưa lên miệng Trải qua những chuyện nãy giờ cũng khiến cô mệt mỏi Và thật sự cần ít nước để bình tĩnh trở lại Trong khi ấy Việt cứ giọng đều đều Những đoạn ký ức xa xôi hiện lên một cách chân thật Một miền quê thanh bình, ruộng đất rộng bao la Những ngôi nhà nằm thưa thớt, giải rác cách nhau bởi những vườn cây, ao cá thanh thang vùng này người ta sinh sống chủ yếu bằng nghề trồng cây ăn quả và chăn nuôi gia súc vịt là động vật được nuôi nhiều nhất nhà ngoại việt cũng là một nhà buôn bán vịt giàu có nhất nhì trong xóm ông ngoại việt tên là chính ông nổi danh cả làng về tay nghề giết vịt của mình một ngày ông cắt cổ lấy máu hơn cả trăm con vịt mà không gớm tay bà ngoại việt thì là bà trinh bà có một sạp bán thịt vịt đông đúc ở phía đầu chợ vợ chồng ông chính còn thầu cả việc phân phối vịt cho vài người quen ở trên thành phố. Trong số đó có con gái ông, mẹ của Việt là Hoa. Hoa lên thành phố học, sau đó kết hôn với Trung, rồi hai vợ chồng trẻ lập nghiệp trên ấy luôn. Hai vợ chồng lấy nhau gần 5 năm mà vẫn chưa có muộn con nào, khiến ông chính sinh lo. Một hôm, ông gọi cả hai đứa về nhà để ăn bữa cơm và nói chuyện cháu con. Trung bà Hoa nghe ông chính muốn gặp thì cũng lo sắp xếp thời gian về quê một chuyến. Hai vợ chồng lên đường từ sáng sớm. Khoảng 9-10 giờ trưa là về đến nhà. Bà Trinh đã nấu sẵn một bữa cơm thịnh soạn và ngon lành. Cả nhà quây quần bên nhau ăn bữa cơm trưa. Ông chính vốn là người nóng này lại thẳng tính. Gắp được vài đũa, ông liền nôn nóng mở lời. Hai đứa chừng nào thì mới có cháu cho ba bế hả? Câu hỏi của ông nhẹ nhàng bâng quơ nhưng khiến khuôn mặt cả rể và con trở nên sượng sùng hẳn ra. Hoa ngập ngừng, trong miệng vẫn còn lúng búng cơm. Bà nôn cháu làm gì? Gia đình mình hiện tại cũng vui vẻ lắm rồi mà. Hoa ngừng lại một chút, cô nuốt ực hết cơm trong miệng xuống rồi húp ít nước canh. Mà thôi đi, dạo này vợ chồng con bận lắm, con cháu gì nổi đâu tía à? Vẻ mặt ông chính biến sắc, Ông có vẻ rất phật ý với những lời con gái nói Thấy sắc mặt ông chính Bà Trinh liền đỡ lời Còn nói vậy sao mà được hả Hoa Hai đứa cũng lấy nhau 5 năm rồi đấy chứ ít gì Bây giờ có đứa con là hợp lý quá chứ Trung có vẻ muốn nói gì đó Nhưng vẫn chưa mở miệng Hoa lại cao giọng gạt đi Con không muốn sinh Em bé phiền lắm Con cứ sinh cháu đi Vợ chồng mày bận thì ông bà ngoại nuôi còn ông bà nội nữa kìa cháu mà ra đời thì thiếu gì người nuôi nấng yêu thương mà bây lo vậy giọng ông chính gắt gỏng mày cứ sinh ra mày không nuôi thì vợ chồng tao nuôi cháu Chứ mắc cái giống gì mà không chịu sinh thế ông chính đã bắt đầu trách móc lúc này trung mới nói thôi bà má vợ con không sinh con được đâu hai người đừng có ép nữa hoa sững bàn tay lại trên không cô mở to đôi mắt mà nhìn chung bằng vẻ bất ngờ trung chỉ gật gật đầu với hoa rồi tiếp tục nói vợ con rất thích con nít tụi con ăn ở với nhau lâu rồi mà không có con nên đã đi khám xem thế nào bác sĩ nói cô ấy vô sinh khả năng có con dường như là bằng không ông chính cau chặt hai hàng mày của mình ông hỏi với giọng nghiêm khắc vì sao đến giờ mới nói với ba má hai đứa còn định giấu nữa sao hoa lặng im không đáp Trung bèn tiếp lời ba vợ Vợ con không muốn hai người lo lắng thôi Bác sĩ đang cố tìm cách như khuyên vợ chồng đừng hy vọng Ông chính thở dài một hơi Ông lẩm bẩm Quả báo đến rồi Bà Trinh ngồi cạnh giật thóp Ông nói gì vậy ông? Mặt ông chính đăm chiêu Ông lại nói Chẳng lẽ đây lại là kết cục sao? Tôi thật sự rất muốn có một đứa cháu mà Chồng người ta bồng bê châu mà thèm thuồng Ông đẩy chén cơm trước mặt ra Đứng dậy bỏ ra ngoài Bà Trinh nhìn theo rồi cũng thở ra một hơi nặng nề Thôi, má con mình ăn cho xong bữa cơm đi Kệ ông Hoa cúi đầu ăn cơm Cô không nói thêm tiếng nào nữa Trung thì trò chuyện với bà Trinh thêm vài câu rồi cũng thôi vì đường xa nên hai người quyết định ở lại nghỉ ngơi một đêm đến sáng hôm sau mới về hoa phụ bà trinh dọn mâm đĩa xuống bếp rồi cũng nhanh nhẹn rửa hết đống bát bẩn trung thì ra ngoài vườn đi kiếm ông chính trong lúc làm việc bà trinh mới nhẹ nhàng khuyên dạy con gái thôi con đừng buồn không có con cũng không sao sau này tuổi về già nếu cô đơn thì có thể nhận con nuôi cũng được Nghe bà Trinh nói Hoa kìm nén nãy giờ Liền để hai dòng nước mắt tuôn ra Cô nói Bà mà anh Trung vẫn chưa biết Họ mà biết chắc là buồn lắm Phần đàn bà con gái mà sinh con thôi cũng không làm được Con tệ quá ha má Bà Trinh chạnh lòng Bà nhìn con bằng ánh mắt chiều mến với lòng cảm thông vô hạn Rồi lại chỉ biết an ủi Chuyện này là ngoài ý muốn mà con Chắc họ cũng phải thông cảm thôi Thằng Trung nó vẫn còn chịu ở bên con là may mắn rồi đó con à. Hai má con đang nói chuyện thì bỗng ông chính đi sồng sộc vào. Ông đứng giữa gian bếp. Con Hoa coi xong xuôi công việc thì đi theo ba sang nhà bà hai phép nhé. Bà sẽ nhờ bà cầu con cho con. Hoa và bà Trinh cùng lúc đưa đôi mắt kinh ngạc về phía ông chính. Hoa hỏi. Cầu con thế nào hả bác? Ba? Bà ba hai phép ba chữa được mọi bệnh cái gì bà ấy cũng làm được còn theo ba qua đó hỏi xem biết đâu có cách thì sao khuôn mặt bà trinh như vỡ lẽ ông nhắc tôi mới nhớ đúng là quê mình còn có bà hai phép nhỉ bà ấy còn khiến người sắp chết sống được cơ mà việc nhà xong xuôi vợ chồng chung với ông bà chính liền khóa cửa ngõ kéo nhau đi tìm bà hai phép chỗ bà hai phép ở là một căn nhà lộp ngói cũ kỹ căn nhà của bà nằm riêng lẻ một mình bên ngoài bìa những thôn xóm. Xung quanh có rất nhiều dấu vết của mấy con mèo hoang để lại. Dấu chân in hẳn trên mặt đất và dấu cào móng vuốt vẫn còn nguyên. Căn nhà lọt thỏm trong một vùng che trúc mọc um tùm. Có những cây đa lẫn bồ đề vươn mình nổi bật trong rừng cây. Nhà của bà hai phép trông giống một căn chồi hơn là một ngôi nhà. Trước cửa một con chó mực đen thui, to sụ ngồi chém chệ Bốn người chưa kịp tới nơi, nó đã vội phóng ra ánh mắt đầy thù địch cảnh báo. Ông chính đứng đầu đứng lại, ông ngập ngừng nhìn ngó con chó. Ông bảo, đây là con vật cưng của bà hai. Coi bộ nó không cho chúng ta qua cửa nếu không có bà hai đón đâu. Cả bốn người dừng lại cách con chó một quãng khá xa rồi một mình ông chính tiến tới. Ông vừa tiến lên vài bước, con chó đã giữ dằn sủa to. Âm thanh gâu gâu của nó rần rần cả góc trời. Ông chính cố gọi lớn để át đi tiếng rùa. Bà hai! Bà hai ơi! Trong tiếng ồn ào ấy, một bóng dáng thình lình xuất hiện trong rừng cây. Bà hai phép có dáng người nhỏ thó. Trên người bà mặc bộ đồ bà ba màu xám rộng thùng thình. Tuy tuổi già nhưng mái đầu bà vẫn đen nhánh không sợi bạc nào. Khuôn mặt điềm đạm thản nhiên, dường như dường dưng với mọi sự. Bà đưa ánh mắt nhìn cả gia đình trước mặt rồi cất giọng Một đứa trẻ không phải là khó, nhưng cái giá phải trả rất đắt đấy. Bà hai phép ung dung bước ra ánh sáng, con chó vừa thấy bà liền im bặt miệng. Nó ngoan ngoãn co thành một cụm rồi lặng lẽ nằm ve vẩy đuôi. 12 giờ trưa, mặt trời đứng bóng chiếu ánh nắng nóng bỏng xuống mặt đất. Ông chính đáp lời bà lão. Thưa bà, điều phải đánh đổi là gì mỗi một năm đứa bé tồn tại trên đời sẽ phải đổi bằng một năm tuổi thọ của người thân trong gia đình bà dừng một chút con mắt lại nhanh chóng liếc qua cả bốn người trước mặt bà tiếp tục nói tôi có thể tạo ra nó nhưng có sống được hay không đều phải phụ thuộc vào chính nó bà nói vậy là sao ạ à? bà trinh lấy phép hỏi người thầy phép không đáp bà quay bước vào nhà bàn tay ra hiệu cho mọi người bước theo Bên trong nhà đơn sơ đến bất ngờ Căn nhà được chia ra làm hai gian Gian ngoài là bộ bàn ghế gỗ mộc mạc, giản dị Bên trên trưng bày bộ ấm trà thủy tinh trong suốt Màu trà óng ánh trong bình Đem lại cảm giác thanh tịnh và thơm mát đến lạ Vài bông hoa cúc nhỏ vẫn còn dập dềnh nở bung ra phía trên miệng ấm Bốn tách trà đã tót ra để nguội Tương ứng với bốn chiếc ghế xếp quanh bàn Sát chân tường phía đối diện là một hàng các chậu cây kiện có hình thù kỳ lạ. Có chậu là cây với màu sắc rực rỡ khác thường. Có chậu nở ra cái loại hoa màu đen lạ lùng. Có chậu mọc ra loại trái nho nhỏ, nhưng bên trên xuất hiện hai chấm đen, trông như con mắt. Vừa nhìn thoáng qua, hoa đã giật mình vì chúng như những đầu người tí hon đang dương mắt về phía này. Những chậu cây đó hiển nhiên nằm ở vị trí mà mặt trời chẳng hề chiếu tới phần còn lại của căn nhà nằm sau một bức màn màu đen thẫm chốc chốc cái tấm màn che lại khẽ lung lay như có người bên trong chưa từng ai được phép nhìn những thứ ẩn sau màu đen huyền bí đó ngoại trừ chủ nhân của chúng căn nhà không có lấy một cái cửa sổ để thoáng khúy trên cao là những lỗ thông gió bé tí teo chút ánh sáng mặt trời ban ngày lọt qua và vùng nhận được ánh sáng duy nhất là chỗ cái bàn trà Bốn người lần lượt bước vào, ông chính đi đầu, nối tiếp là Hoa. Khi Trung nhấc chân định bước qua ngạch cửa thì bà Hai phép nói: "Hai người thôi." Bà chỉ tay vào Trung và bà Trinh. "Cậu này với bà ở bên ngoài đợi đi, nhà tôi không tiện tiếp nhiều người." Cánh cửa gỗ kéo kẹt đóng lại, vậy là bốn người còn có hai người vào được bên trong. Bà Hai kéo ghế ngồi xuống và cũng làm động tác mời hai người khách của mình. Hoa rụt rè ngồi xuống chiếc ghế đối diện bà hai. Ông chính cũng kéo ghế, nhưng bàn tay vừa chạm vào thành ghế bà hai bỗng quát lên. Không được! Hoa giật mình vội đưa mắt nhìn quanh. Cô hết nhìn bà hai rồi nhìn ông chính. Cuối cùng ánh mắt rơi vào một hình ngôi sao năm cánh được vẽ tỉ mỉ, ngay ngắn trên chiếc ghế mà ông chính đang bịn vào. Chính giữa sáu cánh sao là những đường hoàn ngoèo đen sậm khó hiểu. Bà hai bảo. Không được ngồi vào ghế đấy Ông sang đây đi Bà nhấc cánh tay rồi kéo chiếc ghế cạnh mình ra Ông chính gión rén bước sang rồi vừa thấp thỏm vừa lo âu ngồi xuống Bà hai bắt đầu dùng ánh mắt dò xét nhìn hoa Bà nhìn mắt mũi miệng rồi dừng lại ở cái bụng của cô Bà cứ nhìn chằm chằm như thế khoảng 5 phút đồng hồ mới thôi Giọng bà bất chợt cất lên giữa không gian yên tĩnh Tôi có cách để tạo ra một đứa trẻ cho gia đình ông nhưng điều này là nghịch đất trái trời, nó có thể sẽ mang lại hậu quả rất xấu. Chà con ông hãy suy nghĩ cho thật kỹ trước khi tôi thực hiện." Ông chính và Hoa đưa mắt nhìn nhau, một lát sau Hoa mới ngần ngừ hỏi: "Thưa bà, có thể nói rõ hơn về cách ấy được không?" Theo lẽ thường, các linh hồn lìa khỏi thân thể đều được khắc Bạch Vô Thường đưa về chốn âm ti địa phủ. Tất cả đều đã được định đoạt nơi sổ sinh tử thế gian trần ai hỗn loạn, những chuyện đi lệch quỹ đạo diễn ra không ít. Một số cô hồn dã quỷ lạc lối xa đọa một số do con người nhúng tay vào. Hắc bạch quản không xuể đành nhắm mắt cho qua. Bên ngoài kia số linh hồn lang thang không ít. Tôi sẽ dựa vào pháp thuật của mình để bắt lấy một linh hồn, rồi xóa bỏ ký ức kiếp trước của nó, khiến nó trở thành con của cô. Nhưng pháp thuật có giới hạn, dù có mạnh đến mấy cũng chẳng cãi được mệnh trời một lúc nào đó ký ức của linh hồn sẽ trở lại diễn biến tiếp theo như thế nào còn tùy thuộc vào quyết định của chính linh hồn đó nếu gia đình nhắm có thể chấp nhận được tôi sẽ giúp cho nhưng đừng quên còn phải trả giá bằng chính tuổi thọ của người thân trong gia đình nữa mỗi một năm đứa bé tồn tại tương đương với một tuổi thọ của chính các người tích tắc tích tắc Tiếng cây kim dài của chiếc đồng hồ treo trên tường cứ nhích từng chút một. Ông chính vẻ mặt đăm chiêu, họ cũng rơi vào vòng suy nghĩ của riêng mình. Giọng bà hai lại ngắt, ngang mạch suy nghĩ. Nếu có quyết định thì tôi cho cha con ông ba ngày. Ba ngày sau hãy quay lại đây. Vì việc này chỉ có thể thực hiện trong tháng 7 âm lịch này thôi. Nhân dịp cửa địa ngục nối với trần gian còn chưa đóng. Các linh hồn ra vào tán loạn thì có thể lén lút bắt hồn qua tháng 8 tôi e khó mà làm được. Bàn tay hoa co lại thành nắm đấm, mồ hôi ứa ra vì cô đang đấu tranh dữ dội. Ông chính gõ ngón tay lên bàn, tiếng lộp cột vang lên. Ông đáp lời người thầy bà. Tôi muốn có cháu, xin bà hãy thực hiện phép thuật ngay bây giờ đi. Nghe ông chính quả quyết, bà hai phép gật đầu mỉm cười. Được, vậy thì tốt. Bà đứng dậy phát tay ra cửa. Gia đình trở về đi, ba ngày sau cô sẽ mang thai. Hai bà con ngó nhau, vẻ mặt ngơ ngác. Họ vẫn chưa định thần lại sau những lời nói của bà lão. Đó là những khái niệm hoàn toàn xa lạ và trừu tượng. Chúng vượt khỏi tầm hiểu biết của người trần mắt thịt. Đây dường như là một giấc mộng dài. Bà hai phép phải nhắc lại đến lần thứ hai thì hoa mới động đậy. Cô đứng lên dối rít cảm ơn người thầy phép cao tay ấy Ông chính cũng tỉnh hồn lại Ông vội vàng cúi chào rồi móc trong túi ra sấp tiền 500 Mà mình đã chuẩn bị từ trước Bàn tay chưa kịp kính cẩn đặt lên bàn Thì giọng bà hai đã nghiêm khắc bảo Cầm về Tôi không cần số tiền tầm thường đó Bà đặt mạnh tách nước trà xuống bàn gỗ Tạo ra âm thanh va chạm mạnh mẽ Về đi Cả gia đình ông chính quay về Vợ chồng Hoa trở về thành phố làm ăn nhưng trong suốt ba ngày ai nấy cũng hồi hộp lo lắng không yên mọi người bán tín bán nghi về sự tồn tại của đứa bé cuối cùng ngày ấy cũng đến hoa thực sự mang thai một sinh linh bác sĩ đang theo điều trị cho cô vô cùng bất ngờ bác cũng chẳng giải thích được đó là hiện tượng gì mà chỉ gọi là may mắn một kỳ tích chưa bao giờ xảy ra trước đây Cùng ngày mà cả nhà ông chính nhận được tin vui ấy thì làng xóm lại buồn thê thảm vì bà hai phép qua đời. Đêm đó nhà bà tự dưng bốc cháy dữ dội, ngọn lửa ấy phừng phừng và đỏ rực cả một vùng trời. Nó thiêu rụi căn nhà bí ẩn và cây cối um tùm quanh đấy. Mọi người đã ra sức dập lửa nhưng chẳng ai có thể. Khi xe chữa cháy đến nơi thì căn nhà đã chỉ còn là một đống cho tàn. Những người chứng kiến đều kể lại khung cảnh ấy bằng giọng kinh sợ. Ngọn lửa đêm ấy như sự tức giận của trời đất vậy, nó không ngừng cắn nuốt tất cả những gì thuộc về bà Hai phép. Vòng lửa như rực lên thứ ánh sáng kỳ lạ, khiến mọi người chói mắt. Hơi nóng hầm hập của nó dường như có thể nướng cháy bất kỳ ai tới gần. Người ta nói rằng do bà Hai phép đã phạm phải lỗi lầm gì với thần linh nên bị trừng phạt. Con người nhiệm màu ấy đã ra đi mà không để lại chút gì cho đời. Khu vực ấy cũng trở thành một bãi đất hoang, hoang tàn, vắng vẻ. Mọi chuyện lắng xuống, thời gian thấm thoát trôi đi. 9 tháng 10 ngày vừa tròn, và một đứa bé trai khó khỉnh chào đời. Đó chính là Việt. Từ khi cậu bé sinh ra, Việt đã vô cùng yếu ớt và hay bệnh tật. Bao nhiêu đồ ăn thức uống béo bổ mua về cho Việt, mà cậu cứ ốm tao ngốm teo mặt mày lúc nào cũng nhợt nhạt xanh xao. Cậu bé Việt lúc ấy chẳng mấy khi nở nụ cười trên môi. Xung quanh Việt dập dìu toàn những bóng ma xấu xí ghê rợn. Những ánh mắt lấp ló luôn thường trực dòm ngó, khiến Việt lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng lo âu. Những cơn ác mộng không ngừng đeo bám Việt mỗi đêm dài. Anh thường hét lên bất chợt rồi hòa khóc vì quá mức sợ hãi. Ba mẹ đưa Việt đến bệnh viện thì bác sĩ chẳng khám ra bệnh Họ chỉ nói cậu bé cần nghỉ ngơi an dưỡng. Tốt nhất là đưa Việt về nơi thoáng mát trong lành để cậu bé lấy lại tinh thần. Vậy là Việt được đưa về quê để sống với ông bà ngoại. Nhưng về đây, những hiện tượng ma quái càng xảy ra với Việt nhiều hơn. Vào giữa đêm Việt mộng du và lội ra ao cá rồi suýt chết đuối mấy lần. Có khi cậu bé trốn ra ruộng và ngủ trong bụi cây đến sáng mà không ai phát hiện. Chẳng người nào giải thích được những việc làm kỳ quái của Việt. Ban ngày, ông bà ngoại đi vắng. Việt ở nhà liền tìm mọi cách để trốn ra đồng chơi đùa với bầy vịt. Người ngợm lấm lem. Cậu ăn cả thức ăn của vịt rồi cố giả tiếng vịt mà kêu lên cạp cạp. Một miệng lấm lem toàn đất bùn. Việt cũng mấy lần suýt chết vì nghẹn đất cát trong họng. Ông chính mỗi lần tìm được cậu đều hoảng hốt, ôm lấy cháu chạy chữa khắp nơi mấy đứa trẻ đồng trang lứa chẳng thèm chơi với việt bọn nó thấy việt xuất hiện liền tàn đi chỗ khác miệng xì xào có đứa còn trêu chọc thằng điên tới rồi tụi bay ơi đứa vừa la vừa trỏ tay vào mặt việt rồi chạy đi tiếng cười của nó văng vẳng vọng lại cả nhà thấy không ổn bèn một lần nữa đưa việt đến thầy bà thần linh một số người vẽ vời ra tiền nhưng đội việt vẫn trông thấy ma cả ngày lẫn đêm họ vẫn kiên trì cuối cùng thì tìm được một ông thầy gọi là thầy ba sinh ông ta cho việt uống đủ loại lá thuốc kỳ lạ trên đời ông dẫn việt lên chùa và thỉnh cho việt một sợi dây chuyền có mặt là một cái nanh cọp ông bảo nanh cọp sẽ khiến cho các hồn ma phải e ngại làm theo những gì thầy phát chỉ dạy tình trạng của việt thật sự khá hơn tưởng rằng mọi chuyện đã ổn thỏa nhưng không một hôm nọ ông chính bỗng lâm bệnh nặng Ông sốt mê man ba ngày ba đêm Những giấc ngủ kéo dài khiến ông trở nên mộng mị, lú lẫn Ông nằm mộng một giấc mơ cứ lặp đi lặp lại Bà hai phép năm xưa hiện về Bà hai vẫn mặc bộ đồ như ngày đầu gặp mặt Những vết cháy xém vẫn còn lưu lại trên quần áo Còn mặt mày bà thì đen đúa xấu xí Ông chính suýt chút đã nhận không ra bà Nhờ bộ đồ và kiểu cách Ông mới chợt nhớ ra bà hai phép ông cố lên tiếng để hỏi bà nhưng miệng mồm cứng đơ tay trần cũng tê cóng không thể nhúc nhích bà hai phép đứng đó miệng mấp máy nói hoài một từ gì đấy mà ông chính chẳng nghe được âm thanh bà phát ra chỉ ồ ồ không rõ ông nhìn khẩu hình cố dự đoán khi ông chính cố đọc từ ấy lên thì bà bỗng quay lưng bàn tay vung lên không trung rồi vẽ ra một số chín sau đó bà biến mất khung cảnh trong mơ lại chuyển đến một bờ ao yên tĩnh cá bơi tung tăng những hàng cây xanh rì bị gió thổi tạo ra âm thanh xào sạc không gian mát mẻ tươi tỉnh ông chính thấy mình bất thình lình lội xuống ao và rồi vớt lên cái xác của một đứa trẻ cả cơ thể đứa bé trương phủ lên vì uống nước nhưng ông vẫn lờ mờ nhận ra đó là việt cháu ngoại cưng của ông đúng lúc ấy bà hai phép lại xuất hiện trên bờ Bà vất vất tay chỉ vào đứa bé Và miệng lại mấp máy cái từ nãy giờ vẫn nói Lần này âm thanh rõ ràng hơn Chết Nó sẽ chết Giấc mơ của ông chính đến đấy là hết Ông giật mình tỉnh lại Và mồ hôi túa ra ướt đẫm cả phần áo sau lưng Ông chính đưa mắt nhìn quanh Bà Trinh vẫn đang loay hoay Sắc chén thuốc bắc cho ông phía dưới bếp Nhà cửa vắng vẻ Bên ngoài trời đã sập tối ông thở dài một hơi rồi chìm lại vào giấc ngủ cờ đắc mộng ấy cứ quẩn quanh ám ảnh ông trong suốt ba ngày nằm giường khi khỏe lại ông liền tìm đến thầy ba sinh và nhờ ông giải quyết việc hệ trọng ông đem hết mọi chuyện trước đây và cả giấc mơ kể cho thầy pháp nghe trạng thái của ông chính càng hấp tấp lo lắng bao nhiêu thì người thầy liền điềm tĩnh âm trầm bấy nhiêu thầy pháp chỉ gật gù vẻ mặt ông chẳng có gì là kinh ngạc Chờ cho người trước mặt dứt lời, ông thầy mới thản nhiên nói. Đó là bà hai phép muốn báo mộng cho ông về cái chết của thằng Việt vào năm 9 tuổi. Khuôn mặt ông chính liền căng thẳng theo lời thầy ba sinh. Tôi phải làm thế nào bây giờ? Cháu tôi không thể chết đâu thầy ơi. Những nếp nhăn trên vầng trán rộng của ông xô vào nhau. Ông chính trông như già đi cả chục tuổi. Ông phở phạc và gầy sọp đi hẳn sau cơn bão bệnh thầy pháp vội trấn an. Ông cứ bình tĩnh đi cái đã, đó là ý trời, tôi không thể làm gì khác để cãi mệnh. Nếu như thật sự muốn đứa bé sống thì hãy đưa nó tới nương nhờ cửa Phật cho qua kiếp nạn. Ông cũng phải giữ gìn sức khỏe của mình thì mới bảo vệ thằng bé được. Nương nhờ cửa Phật sao? Đúng vậy, đó là nơi an toàn nhất đối với thằng bé hiện giờ. Nó cần được tu dưỡng và học một ít pháp thuật để tự bảo vệ mình ông hãy suy nghĩ kỹ về chuyện này. Nhưng thằng bé chỉ mới có 3-4 tuổi đầu. Tiếp xúc với kinh Phật càng sớm thì càng tốt chứ sao? Nhận lúc thằng bé còn chưa nhiễm bẩn bởi trần gian hỗn loạn này. Ông chính phần vân dữ rồi, ông quay về và dành thời gian ở bên thằng cháu nhiều hơn. Sau đó mấy ngày, ông mới đưa ra quyết định. Ông gọi Hoa và Trung về và trịnh trọng nói rằng muốn đưa Việt lên chùa. Lúc đầu cả nhà phản đối, nhưng khi nghe rõ ngọn ngành thì ai nấy cũng xuôi theo ý ông. Vậy là Việt lên đường, người thầy thu nhận Việt là một người có pháp danh Hoàng Tâm. Ngôi chùa thầy Hoàng Tâm chủ trì nằm trên một ngọn đồi thoai thoải trong vùng vắng vẻ của miền quê ông chính. Đó là một trong những nơi linh thiêng mà người dân trong vùng ưa đến thờ phụng, cúng bái. Nơi này cũng không cách xa nhà ông bà ngoại của Việt lắm, Ông chính cứ mỗi tuần để đều đặn đến chùa thăm cháu. Ông không để thằng bé thiếu thốn bất cứ thứ gì. Ba mẹ Việt từ thành phố cũng đường xá xa, xa xôi lội ngược về thăm con mình không ít lần. Việt học đọc và hiểu thấu các loại kinh Phật. Thầy Hoàng Tâm cũng dạy cho Việt một ít pháp thuật trừ ma diệt quỷ. Những kỹ năng đơn giản nhất về các thuật tâm linh Việt đều phải nắm rõ. Mọi sự cứ bình bình an an như thế cho đến năm Việt 9 tuổi. Vào ngày sinh nhật khi ông bà ngoại và cả ba mẹ Việt lên đến để chúc mừng anh, thì mọi người tá hỏa phát hiện Việt không có ở trong chùa. Ngay cả thầy Hoàng Tâm cũng không biết Việt ở đâu. Đáng lẽ sáng đó việc Việt cần phải làm là tĩnh nguyện trong từ đường của chùa, nhưng anh chẳng có mặt ở đó. Nơi Việt ở vẫn vẻ nguyên quần áo và vật dụng sinh hoạt. Thầy liền phái người đi loanh quanh tìm kiếm, gia đình bấn loạn trong đầu ông chính không ngừng hiện ra hình ảnh của giấc mơ Mấy năm về trước Ông cứ lẩm bẩm Không thể Thằng bé không thể chết Cầu trời cầu Phật xin hãy để thằng bé sống Cả ngày hôm đó mọi người túa ra khắp nơi để tìm Việt Ông chính cũng đã cố vận động thêm người để công cuộc tìm diễn ra nhanh hơn Mãi đến mịt tối có người mới bất chợt nhìn thấy Việt đang lội bì bõm ở dưới ao cá nhà mình nước đã ngập tới cổ cậu chơi với giữa ao và bắt đầu vùng vẫy suýt chút nữa là cứu không kịp thật may bị chủ nhà kịp thời phát hiện khi cả nhà ông chính kéo đến nơi thì việt đã được người chủ nhà thay cho quần áo mới và đang ngồi sưởi ấm bên đống lửa rơm khuôn mặt việt tái nhợt hoang mang và bơ phờ cả người anh vẫn đang đung lên vì cơn lạnh đã thấm vào da thịt ông chính nhào tới ôm lấy cậu bé vào lòng ông bố lưng cậu rồi thổn thức cháu đi đâu sao cháu không nói với ai tiếng nào vậy hả có biết mọi người lo lắng cho cháu lắm không Biệt vẫn ngơ ngác không phản ứng gì đôi mắt như dại ra người thì cứ ngây đơ như phóng hòa cũng vội vàng bước tới rồi mở to mắt mà ngó đứa con trai đầu lòng của mình trông thằng bé như một cái xác không hồn vậy hòa nắm lấy tay việt lắc lắc việt ơi con sao vậy Khuôn mặt Việt vẫn ngờ nghịch như thế Đôi mắt vô hồn Bà Trinh với Trung cũng mau chóng tiến lên nhìn Việt Và cả nhà vừa mừng rỡ Bỗng lại đôi vào hoang mang vô cùng Mọi người lay like gọi mãi mà không được Bèn đưa Việt trở lại chùa với thầy Hoàng Tâm Thầy vừa nhìn đã nói Ba hồn bảy phách Thiếu mất một phách rồi Ai nấy nghe đều chấn động Ông chính nghe nói vậy thì bất giác ôm chặt đứa có cháu trai hơn, ông hỏi một phách của thằng bé ở đâu cơ chứ sao để thiếu mất một à tôi không rõ nhưng hiện tại thằng bé rơi vào trạng thái ngơ ngác thế này là do như vậy đấy gia đình đã tìm ra biệt ở đâu vậy hòa đáp dạ ở ao cá của một người dân trong làng có lẽ tôi phải đến đấy một chuyến đi ngay sau à đúng vậy chúng ta phải tìm ra hồn phách thất lạc đấy càng sớm càng tốt đưa cả thằng bé đi luôn sao thưa thầy? Thầy Hoàng Tâm dừng lại suy nghĩ một chút rồi nói. Một người sẽ ở lại đây cùng với Việt, thằng bé ở đây sẽ an toàn. Nơi linh thiêng này ít ra không ai làm hại nó được. Thầy vừa dứt lời thì lẫn ông chính và Hoa cùng đồng thanh đáp. Tôi sẽ ở lại đây. Hai cha con nhìn nhau rồi ông chính bảo. Con hãy đưa thầy đến đó đi, bà sẽ ở đây canh cháu. Hoa cũng vô cùng lo lắng cho Việt Đây là đứa con duy nhất của cô Chồng thằng bé cô liền không muốn rời đi Người thầy nhìn cả gia đình trước mặt Sau đó lại mở lời Một người đưa tôi đi là đủ rồi Mọi người nên ở lại đây cho an toàn là hơn cả Thầy quay ra nhìn chung Cậu đi với tôi Vậy là bà Trinh ông chính cùng Hoa ở lại trong chùa với Việt Trước khi đi, để không quên thắp lên một nén hương rất dài Rồi vái lại trước bàn thờ lớn của Phật tổ Ông dặn dò Nhất định không được rời khỏi sự bảo bọc của Phật Ngoại trừ tôi thì không được nghe lời bất cứ ai Ba người gật đầu liên lịa rồi tiến thầy ra cửa Trung và thầy rời đi Cả tránh điện bóng rơi vào im lặng Quân viên chùa không lớn Nên cũng chẳng có nhiều người tu hành ở lại lắm Đa số là người dân địa phương đến hành hương lễ Phật Tôi đến trong chùa chỉ còn thầy trụ trì và Việt là ngoại lệ được ở lại. Bầu trời đêm nay đen như mực. Thầy hoàng tâm và trung đi mãi mà chưa trở về, khiến cho sự lo sợ nâm nớp ngày càng dâng cao. Một tiếng, hai tiếng, rồi ba tiếng. Nén nhang thầy thấp đã gần sắp tàn, sự tỉnh mịt bao trùm lên khắp không gian. Tiếng gió vi vu thổi sượt qua những cành cây ở vườn cây phía sau. Do cứ thế khe khẽ đít qua khe cửa Tạo ra những thanh âm rợn rợn Tiếng ếch kêu từ xa xa vọng tới Ông chính lên tiếng Phá vỡ sự im lặng Còn gọi cho thằng Trung thử xem thế nào rồi hả Hoa Hoa dạ một tiếng Rồi ngay lập tức lấy điện thoại gọi đi Trong lòng cô cũng hồi hộp Chờ đợi tiếng chuông đang ngân dài Không có người bắt máy Hoa lại ấn số Cuộc thứ hai vẫn chẳng có hồi đáp Bà Trinh bỗng ngập ngừng nói không biết họ có gặp chuyện gì không nữa Hay mình đi tìm xem thế nào Hoa nói Đâu có được Thầy đã dặn chúng ta phải ở đây Nhiều khi mình đến đó rồi lại vướng tay vướng chân thầy hành sự Ông chính xen vào Nhưng bà cũng lo quá Trong lòng cứ bồn trộn thế nào ấy Mẹ con mày ở lại đây đi Tao chạy ra đó coi tình hình rồi về ngay Hoa ngăn Thôi mình cứ ở đây đợi đi ba Ở ngoài kia trời tối nguy hiểm lắm ba người lại chờ đợi trong vô vọng. Bầu không khí càng về đêm càng u ám và nặng nề lạ thường. Mắt trông thấy nén nhang sắp cháy đến đoạn cuối cùng, ông chính bèn khều khều hoa mà bảo. Nén nhang đó cũng tắt rồi, có khi nào họ xảy ra chuyện không thể trở về nữa hay không? Hoa xua tay vội gạt đi lời nói của của ông chính. Không có đâu, thầy Hoàng Tâm am hiểu thế giới tâm linh nhất, sao mà xảy ra chuyện được? Việt nãy giờ vẫn bất động tự dưng rên lên một tiếng. Đôi mắt thằng bé mở to trừng trừng, miệng mấp máy khuôn mặt sợ sệt. Ông ngoại ơi, mẹ ơi, thầy Tâm sắp chết rồi. Cùng lúc cả ba người lớn quay đầu lại nhìn Việt, cả người thằng bé đang rung lên vì điều gì đó. Giọng nói có chút nghẹn ngào gấp gáp. Mọi người mau đi cứu thầy đi. Ông chính nghi hoặc hỏi lại. Thầy Tâm bị gì hả Việt? Sao mà con biết? Việt không trả lời câu hỏi của ông chính mà chỉ liên miệng thúc giục chuyện đi giải cứu thầy Tâm. Thái độ và giọng nói cậu bé ngày càng khẩn khoản, gấp rút. Cả thân thể cùng đung lên theo từng câu van xin. Hoa buồn rộn nhìn con và không biết phải làm thế nào. Ông chính suy nghĩ lung lắm, một lát sau ông quyết định. Hai người ở lại đây, tôi đi. Bà Trinh và Hoa cũng đang loạn hết cả lên, liền để ông đi mà không cản nữa. Thế là ông chính đã khỏi chùa Mà đêm hôm nay đen kịt kịt Tiếng ve kêu ra rả không ngừng Chốc chốc lại có con cú hay rơi bay vụt từ trong bụi rậm ra Nó phát ra những tiếng kêu thê lương Ông chính theo lối thường ngày để trở về làng Ông có thể nghe luôn cả tiếng bước chân của mình Đều đặn vang lên rồi dội lại Thỉnh thoảng bàn chân ông lại dẫm lên những cành cây khô Rụng rớt trên đường phát ra âm thanh rôm rốp ông đi gần cả trăm mét mà vẫn chưa thấy mình tới chỗ cua quẹo quen thuộc lấy làm lạ ông chính dừng lại xung quanh vẫn là khung cảnh cũ ông bước nãy giờ nhưng vị trí chưa hề thay đổi bỗng hai đóm sáng lập lòe xuất hiện trong rặng cây làm ông giật mình nhìn kỹ lại thì đó là đôi mắt của con cú đêm dường như nó đã ở đó từ lâu và đang theo dõi những hành động cử chỉ của ông ông chính nhìn nó đăm đăm nó cũng không e ngại mà hướng hai con mắt như cái đèn pha rọi vào mặt ông. Trong lòng thầm kêu khổ. Ông biết tổng bản thân mình đã lạc vào đường ma lối quỷ. Chúng đã che mắt ông. Có đi thêm cả trăm cây thì cũng không thoát được chốn này. Còn cú lại kêu lên. Tiếng kêu của nó rồi đi thật xa và lẫn vào những vòm cây trên cao rồi tan ra trong không trung. Ông chính nhắm vào một gốc cây rồi nhặt cành khô dưới đất cắm vào Ông dùng sức để dựng nó xuống thật sâu trong lớp đất mềm Rồi ông đứng dậy Đi loanh quanh vài vòng Cảnh cây khô vẫn nằm đó Ông chính gật cụ ra vẻ yên tâm rồi cất bước đi về phía trước Chân vừa bước miệng vừa lẩm nhẩm đọc một bài kinh mà ông nhớ Năm phút sau ông lại dừng lại và nhìn quanh Đúng là cái góc cây và nhành cây ông cắm vẫn y nguyên ở đó Ông chính thở dài trong lòng chỉ biết thầm cầu trời khấn Phật đã nhiều lần ông chính nghe về tình huống ma quái này Nhưng chưa bao giờ gặp phải Ông chẳng biết phải xử lý thế nào Chợt có một âm thanh kỳ lạ dội đến bên tai Tiếng động ấy ong ong lại cao vút Nó cứ vò ve như ong bay mũi kêu Ông chính lại đảo trồng mắt ngó nghiêng trước sau Không gian quanh đó vẫn vắng lặng và hiu hắt quạnh quéo đến lạnh lùng Tầng sóng của âm thanh vang dội ấy ngày càng cao hơn một ít khiến ông chính không thể không tập trung vào nó. Như bị có ai sai khiến, ông chính bước lên một bước, hai bước, rồi ba bước. Cứ thế ông tiến sát đến một cái cây cổ thụ vừa to vừa cao. Những cành cây trẻ ra xuông xuê toàn lá. Lục sụp trong đám lá màu xanh lấp loáng hiện ra một khuôn mặt lông lá đen xỉ. Cái móm há to và đôi mắt trợn trừng trừng như lòi ra bên ngoài. Ông chính run rẩy giật lùi ba bốn bước đó là hình ảnh mà ông trông qua hơn cả nghìn lần trong đời Một cái đầu vịt bị cắt lìa khỏi thân treo lủng lẳng trên cây Máu vẫn đang tuôn ra rồi nhiễu tong tỏng xuống đất Mùi tanh tuổi của nó chân thật sập lên mũi ông Cái đầu đung đưa qua lại và phát ra tiếng quang quát thất thanh Bàn chân ông chính bất giác lại nhấc lên Ông hướng về phía sau mà lùi Mặt đất bỗng không còn khô ráo mà có những chất gì nhơn nhớt nhảy nhụa chưa kịp định thần thì cái đầu vịt lửng lơ trước mặt đã rơi phịch một phát xuống. Nó lăn tròn về phía ông. Hàm răng giả nua của ông chính đánh lập cập vào nhau. Ông thẳng thốt kêu lên. Đừng tới đây. Nhưng cái thứ kinh dị rùng rợn ấy đâu có nghe lời ông. Nó tiếp tục lăn long lóc trên nền đất. Kéo theo những vệt máu vằn vẹn đỏ lẻ. Ông chính hốt hoảng xoay người bỏ chạy nhưng cổ họng nghẹn cứng hàng trăm cái đầu y hệt như thế từ bốn phương tám hướng ùa lại có cái nhảy tưng tưng mà tới có cái thì xoay nhanh như trong chóng móng mè lênh láng dường như muốn nhấn chìm ông ông chính bị vây khốn hoàn toàn trong ma trận đầu vịt ấy thoát không nổi chuồn không xong ông chính ngẩng đầu nhìn trời rồi bỗng nảy ra một ý nhận lúc những cái đầu dị dạng ấy còn chưa sát bên và khít chặt lối đi ông lính quýnh chen chân vào những khe hở giữa mấy cái đầu và loạn quảng tiến về cây cổ thụ sau lưng mình ông ôm lấy thân cây gồ ghề rồi dùng chút sức lực giả cỗi của mình đu bám vào cây ông tỉ củ trỏ và đầu gối của mình vào những điểm lồi ra trên thân cây mà dần dần leo lên khi sắp đến được một cành cây chắc chắn ông hoàng hồn nhận ra trên đó hứng hở một sợi dây thỏng lỏng nó dường như dành cho ông nó đang mời gọi ông chui đầu vào trong Nhìn xuống chân mình, ông chính biết rằng đã không còn đường lui. Mấy cái đầu vịt đã sát gần tới và bắt đầu cắn xé gốc cây phía dưới. Tiến thoái lưỡng nan, ông chính đỡ người ở đó. Cơ thể áp chặt vào thân cây, cảm nhận sâu sắc cái nhịp sợ hãi, run rẩy của cái cây. Ông cũng đang khiết đảm không kém. Cái chết ở ngay trước mắt, gần ngay gang tất. Có lẽ, ông chỉ có thể bảo vệ đứa cháu ngoại đến đây thôi. Tận sáng hôm sau thầy Tâm và Trung mới trở lại chùa. Hai người quần áo lấm lem sọc sạch, mặt mày thì nhợt nhạt. Đôi mắt vặn lên những tia máu đỏ mệt mỏi vì thức trắng cả đêm. Hoa và bà Trinh rối rít hỏi thăm và săn sóc. Sau. sau khi uống một cốc nước ấm để giải khát thầy Tâm liền vào việc, Thầy sai trung đỡ việc ngồi dậy và cho thằng bé ngồi ngay ngắn trước bàn thờ Phật tổ. Một lá bùa màu vàng nhẹ nhàng bay từ tay thầy ra rồi dính lên trán Việt thầy lại bảo Giờ bà và cô Hoa đây thắp dùm tôi mấy nén nhang trầm lên đi Tôi vào trong phòng một chút Nói xong thầy cũng cất bước đi Một lát sau liền quay ra với một hộp gấm nho nhỏ màu xanh trên tay Hương trầm dễ chịu trong lư hương tỏa ra khắp không khí Thầy bước tới chắp tay cúi đầu đứng trước bàn thờ chừng một phút Đôi mắt thầy nhắm nghiền, hơi thở đều đặn sau đó bàn tay chậm rãi hái lấy một hoa sen trắng trong bình trưng trên bàn. Thầy hơ bông hoa ấy qua ngọn lửa đang cháy trên nén nhang chậm. Cho đến khi hoa ấy ấm ấm thầy mới cho Việt ngậm vào miệng. Thầy đi một vòng bọc ra sau lưng Việt, mở chiếc hộp trên tay lấy ra một sợi dây chuỗi, óng ánh sắc bạc rồi đeo vào cổ cậu bé. Hai bàn tay bắt ấn trên đỉnh đầu Việt. Thầy lại lầm dầm đọc một bài kinh với ngôn ngữ lạ kỳ ba người còn lại đứng im thiên thiết. Mặc dù không hiểu gì nhưng tâm hồn họ cũng tự dưng trở nên nhẹ nhàng, thanh thoát khác thường. Trong lòng như chút đi những gánh nặng và nỗi lo trần ai phạm tục. Trong không trùng lượn lờ những làn khói trắng với những hình thù thay đổi không ngừng biến hóa khôn lường. Mắt thường trông thấy có khi là cây cỏ, có khi là muôn vật, có khi là nhà cửa, lại có khi là những người thương yêu đã khuất không gian hư ảo huyễn hoặc như trốn thần tiên khuôn mặt cậu bé việt theo âm điệu từ miệng thầy phát ra mà biến đổi trông cậu như sống lại ánh mắt có thần hơn và tươi tỉnh hơn hẳn nhưng vẫn ngồi im bất động xung quanh thầy tâm lại tỏa ra cái thứ ánh sáng hào quang bằng bạc không trói lọi như mặt trời nhưng cũng đủ khiến người trần mắt thịt phải cúi đầu sưng tớ ba mươi phút trôi qua mọi thứ dần tan biến và tất cả trở về trạng thái bình thường Viện bừng tỉnh như sau một giấc mộng dài Cậu bé 9 tuổi quay đầu nhìn người thầy điểm đạm sau lưng mình Cậu cất giọng ngây thơ trong sáng mà hỏi Thầy vừa làm gì vậy ạ? À? Thầy tâm mỉm cười như không Đây là một ít việc thầy có thể làm cho con Thầy dùng đạo hạnh của mình để tạo ra luồng sức mạnh Che giấu linh hồn của con trước những con ác quỷ ngoài kia Chúng sẽ không làm hại con cho đến năm 20 tuổi sau đó con phải tự dựa vào công lực và đức hạnh của mình để vượt qua kiếp nạn thôi con trai ạ à. bà trinh trung và hoa nghe rất rõ những lời thầy tâm nói trong lòng họ cũng chấn động nhưng chuyện đó bỗng bị gạt đi và một câu hỏi khiến mọi người sững sờ. ông ngoại của con đâu rồi ạ à? Những ánh mắt hoảng hốt nhìn nhau bà trinh nói thưa thầy đêm qua ông ấy đã đi tìm thầy và đến giờ vẫn chưa trở về Im lặng một chút bà nói tiếp. Tôi cứ tưởng ông ấy đã được sự sắp xếp của thầy đi đâu đó chứ. Thầy Tâm lắc đầu. Tôi chưa từng thấy ông ấy đến đấy. Từ ngoài cửa bỗng có tiếng xôn xao, trời cũng đã sáng tỏ. Vài người hành hương lên chùa để cầu an. Họ tụ tập thành từng nhóm và xì xầm chuyện gì đó. Vẻ mặt ai nấy cũng đều rất kỳ dị. Mọi người bên trong đồng loạt tò mò ngó ra ngoài. Hòa bước ra bắt chuyện hỏi một người gần nhất. Có chuyện gì vậy ạ? À? Ôi trời, cô lên đây sớm hơn tôi mà không biết sao. Người ta mới phát hiện được một cái xác không đầu ở gần đây này. Những người nghe thấy tiếng hồn một phen, rồi giọng người kia lại vang lên. Nghe đầu chồng người đó bị giết như là giết vịt vậy đó. Hòa lắp bắp. ở ở đâu? Cái xác đó ở đâu ấy? Người lạ giơ tay chỉ về phía tây, hướng con đường tắt ngắn nhất từ đây về làng con đường ấy tuy gần hơn nhưng rất nguy hiểm vì nó đi xuyên qua một rừng cây rậm rạp và hơi dốc xuống ở đó thường xuyên xuất hiện rắn và nhiều loại động vật hoang dã khác hoa đùng mình đôi chân bất giác nhấc lên chạy ra con đường ấy trùng nối gót bà trinh cũng chẳng thể đứng yên nữa biệt nhìn theo như một bàn tay ấm áp đã đặt lên vai cậu tốt nhất con nên ở lại đây cùng thầy việt nhìn người thầy chùa đã dạy dỗ mình suốt thời gian qua cậu bé ngập ngừng hỏi một câu hỏi khiến lòng dạ người ta xót xa người không đầu đó là ông ngoại con sao thầy hoàng tâm không đáp đôi mắt xa xăm hướng ra đâu đó bên ngoài ánh dương đã ló dạng hẳn nơi cuối chân trời nhân quả khó tránh người ta bắt đầu kéo vào chùa ba người kia thì đi ngược dòng người cảnh sát đã tới nơi và phong tỏa hiện trường. Bà Trinh tuy lớn tuổi nhưng lần này lại nhanh nhẹn đến lạ. Bà bước những bước hấp tấp và vội vã. Sau đó vừa đến nơi, bà đã không kìm được bình tĩnh mà nhào tới bên ông Chính. Dưới tấm chiếu mới lộ ra một góc áo màu nâu sẫm ông Chính mặc ngày hôm qua. Một đồng chí cảnh sát kịp thời đưa cánh tay lực lưỡng của mình đỡ bà Trinh lại. Bà loạn choạng những nếp nhăn trên trán xô vào nhau. Cái miệng méo sạch đi, đôi mắt chợt loáng nước âm thanh của bà nghẹn ngào ông ơi sao ông lại nằm đó chứ ông chính ơi hòa bà trung vẫn còn đang ngây ra thì một vị cảnh sát cất lời anh chị với bà đây là người nhà nạn nhân sao hòa vẫn chưa định thần cô nhìn đăm đăm vào góc áo lộ ra dưới chiếu mà bần thần trung dè dặt nói chúng tôi muốn nhận diện xem có phải không Bà vợ tôi vắng nhà từ hôm qua đến mãi sáng nay vẫn chưa có về. Người cảnh sát đưa mắt liếc qua ba người rồi gật đầu. Anh ta quay ra phân công cho một cấp dưới. Này Khoa, cậu cho ba người này vào trong hiện trường nhận diện xem thế nào. Họ nhận là người thân nạn nhân đó, nhớ đừng có chạm vào thi thể đấy. Dạ anh. Cậu thanh niên tên Khoa nhanh lẹ nhận việc. Anh ta làm động tác mời với bà Trinh rồi chung bà Hoa sợi dây phong tỏa được hạ xuống để họ bước vào. Vị pháp y đang khám nghiệm tử thi thấy vậy, liền lật dở tấm chiếu. Một cái xác héo hon co quắp trơ trọi không đầu. Đúng là bộ quần áo đó, bàn chân đó, cánh tay đó nhưng bên trên cái cổ lại trống trơn. Ông chính chết rồi nhưng đầu lìa khỏi xác. Hoa rùng mình một cái, mấy hàng cây quanh đó cũng khẽ lay động theo cơn gió nhẹ buổi sớm mai mùi tanh tanh của máu lẫn trong hương cỏ dại thoang thoảng bay vào mũi mắt bà trinh cay xẻ trung thì bỗng cảm thấy lạnh toát cả người nhận thấy nét mặt cả nhà biến đổi mấy vị cảnh sát cũng hiểu ra chuyện gì một người nói các vị yên tâm đi chúng tôi đang cố gắng tìm ra nguyên nhân cái chết cho ông mắt đồng chí cảnh sát liếc qua cái cổ không đầu của ông chính rồi nói tiếp phần còn lại của thi thể chúng tôi vẫn đang truy tìm lại dừng thêm một chút, anh ta mở lời e dè. Bà vị liệu có thể cho chúng tôi hỏi vài câu để tiện cho việc điều tra không? Người cảnh sát dứt lời rồi bỗng im bặt. Anh ta nhận ra đây không phải là lúc nên lấy cung người nhà bọn họ. Vì trên khuôn mặt già nua của bà Trinh nước mắt đã nhòe nhòe. Mấy lần lảo đảo suýt ngã sụp nhưng cánh tay của đứa con gái luôn kể sát và đỡ lấy thân thể như mềm oạt ra của bà. Tiếng tên rỉ thê thảm khiến mọi người xung quanh cũng chạnh lòng. Ông ơi, sao ông bỏ tôi mà đi vậy? Ông bị làm sao thế hả ông chính? Sao ông lại trong bộ dạng thế này chứ? Trông khủng khiếp quá ông ạ. À? Trùng tùy cũng không giấu nổi nét đau buồn và hoang mang, nhưng anh vẫn cố giữ bình tĩnh. Mắt không dám rời khỏi hai mẹ con. Anh luôn trong tư thế sẵn sàng nếu một trong hai ngã xuống. Anh lùi về sau hai ba bước, tựa lưng vào một gốc cây cho đỡ mệt mỏi. Thân cây sau lưng khẽ động, tán lá lao sao rồi buộc một tiếng. Thứ gì đó nặng nề rơi phịch xuống đất. Có ánh mắt ngơ ngác, có ánh mắt kinh hoàng, cũng có ánh mắt như ngây dại. Một cái đầu với đôi mắt mở to và cái miệng há hốc đốt từ trên cành cây xuống. kia không phải là đầu của ông chính sao? Một sợi dây toàn ten treo trên cành, những ý nghĩ xoay chuyển trong đầu những cảnh sát hòa lặng người nín bặt trùng đứng chết chân tại chỗ bà trinh thì ngã huỵch xuống đất miệng rống lên càng đau đớn thống thiết hơn sao thế này khiếp quá ông ơi ông đừng dọa mọi người như vậy chứ bà trinh cứ hủ hụ mà khóc nước nở anh cảnh sát lúc đầu ra hiệu đưa bà ra ngoài mọi người cũng giải tán dần cái đầu vẫn nằm đấy chưa có ai dám động vào cả ba người trở về chùa và chờ đợi tin tức từ cảnh sát một tuần sau, người ta trả xác ông chính về và nguyên nhân tử vong vẫn không rõ ràng. Người ta chỉ nói rằng ông chính đã tự tìm đến cái chết. Ông tự leo lên cành cây để treo cổ chính mình. Sợi dây do tự tay ông siết chặt cho đến khi cần cổ rướm máu và từ từ lìa ra. Cái đầu vướng lại trên tán cây, không hề có bất kỳ tác động vật lý nào từ bên ngoài, khiến cho ông phải chết cả. Đám tàng cổng chính cũng kéo dài ba ngày đó là cái đám linh đình và lớn nhất làng từ trước đến nay. Ngày động quan, người đưa tiến cũng khá đông, gần như hầu hết mọi người trong làng đều thương tiếc ông. Nhưng suốt đám tang đứa cháu ngoại cưng của ông chưa từng xuất hiện, thằng bé vẫn phải ở lại trên chùa mà tu tập. Sự ra đi của ông chính là nỗi mất mát lớn lao của gia đình. Bà Trinh từ đó chỉ ủ rũ buồn bã, thui thổi có một mình một năm sau bà cũng qua đời vì đau ốm hao gầy trung và hoa trở về quê đưa tiến bà hai vợ chồng như già đi cả chục tuổi việt đã lớn hơn một chút nhưng thầy vẫn không cho cậu ra khỏi chùa cậu bé chẳng thể nhìn mặt bà ngoại lần cuối thời gian ba mẹ lên thăm cũng thưa dần đi vì việc làm ăn bận rộn và đường xa theo thời gian việt đã học được nhiều cách để trừ ma diệt quỷ đạo hạnh cũng luyện được đến một mức độ nhất định Năm Việt 18 tuổi, một chuyện khủng khiếp này xảy ra trong đời cậu bé tội nghiệp ấy. Trung và Hoa qua đời. Hai người gặp tai nạn giao thông với một chiếc xe tải chở hàng khi trên đường về quê thăm mộ ông bà. Kinh dị thay, cái thứ hàng chở trên xe ấy lại là vịt. Hàng tấn thịt vịt, con vịt chết dường như đã đẻ chết hai vợ chồng. Đầu ai biết đêm đó, chính mắt Hoa và Trung nhìn thấy một vịt quỷ dị cầm lái. Nó to sụ, lồng lá đen thôi, đôi mắt lấp ló đầy thù hận ngó hai vợ chồng rồi lái chiếc xe tông vào cả hai cán qua thân thể họ trở lại mỗi cái đầu với đôi mắt khiếp đảm mở trần trợn ngược cho đến lúc vào quan tài mà khuôn mặt họ vẫn nguyên vẹn nét kinh hoàng hoảng sợ việt ra khỏi chùa lo liệu hậu sự cho ba mẹ 18 tuổi anh vuốt mắt cho hoa và trung an nghỉ nước mắt không tuôn ra nhưng trong lòng là sự đau đớn tột cùng gia tài người thân để lại cho là giấy tờ nhà đất tiền bạc và cả một tiệm bán cháo vịt lâu đời. Anh không thể tiếp nhận cái nghề này. Nếu như vẫn cứ sát sinh thế này, cả đời anh và đời sau nữa cũng chẳng thể sống hạnh phúc. Việt nhượng lại quán cho một người khác và bắt đầu con đường tu luyện của mình nơi trần gian. Nhưng ân oán vẫn chưa kết thúc. Hàng ngàn linh hồn của số vị đã chết vẫn tìm đến anh, nhất là năm 20 tuổi. Hết lần này đến lần khác chúng tìm cách giết chết Việt, việc chiến đấu bao nhiêu cũng không thể giải quyết nốt bọn chúng. Hàng đêm, chúng tìm đến và cắn nuốt linh hồn Việt. Anh thường xuyên phải dựng kết giới để bảo vệ thân thể mình và xuất hồn đi lấn dụ bọn chúng. Từ nghe đến đây thì hiểu ra mọi chuyện, nhưng cô vẫn cảm thấy tất cả như một giấc mơ. Cô hỏi: "Thế à, bây giờ anh định thế nào nữa? Cuộc sống cứ kéo dài là những ngày vậy sao?" việt trầm ngâm nợ này nhất định phải trả tôi cũng đang cố gắng để bù đắp lại những gì đời trước đã phạm phải việt im lặng một lát rồi nói điều tôi không ngờ đó là nhà bên cạnh lại chọn tiếp tục việc bán cháo vịt tiệm đang ăn nên làm ra tôi có khuyên thế nào họ cũng không chịu dừng thế thì anh lấy lại tiệm không cho mướn nữa việt gật gù tôi cũng đang định thế nhưng lấy lại rồi tôi phải làm gì tiếp chứ thư ra chiều nghĩ suy anh mở tiệm bán cơm chay đi xem như cũng là tích đức việt nhìn thư tôi chẳng có kiến thức gì để mua bán cả việc tôi biết là những phép trừ ma diệt quỷ không biết thì mình học việt ngập ngừng tôi tôi không có ai dạy bên dưới khu trọ những cánh cửa sắt được kéo ra tiếng xe máy để lên tiếng người nói bắt đầu rôm ra ánh nắng mặt trời len vào cửa sổ rọi tới chỗ thư ngồi trời vừa hửng sáng thư nói tôi sẽ làm bạn với anh tôi giúp anh anh hãy làm những gì có thể đi lần đầu tiên trong đời việc cảm nhận được ánh nắng ấm áp như thế nào thư bắt đầu thân thiết với việt và rồi hai người nảy sinh tình cảm mặc dù học hành kinh phật từ nhỏ nhưng ông chính cũng đã bày tỏ quan điểm rằng muốn đứa cháu của mình được sống như một người bình thường Việc chỉ học phép thuật, kinh chú để bảo vệ mình chứ không hề muốn trở thành một hòa thượng. Mấy năm sau thư tốt nghiệp đại học, hai người kết hôn, vợ chồng là chủ một tiệm cơm chay. Họ lại làm rất nhiều việc thiện để chuộc tội cho những lỗi lầm của kiếp này. Số tiền kiếm được hầu như đều đầu tư cho trẻ trẻ mồ côi, người cơ nhỡ và người già neo đơn. Việc trở thành một thầy pháp nổi tiếng trong giới. Thư dường như cũng tìm được công việc mình yêu thích. Nhiều năm về sau, cô mang thai, cả hai vui mừng như điên. Họ tưởng chừng như hạnh phúc đã mỉm cười. Ẩn oán đã được hóa giải và trời đất đã dung tha. Nhưng không, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. 9 tháng 10 ngày, Thư hạ sinh một em bé dị dạng quái thai đến đáng sợ. Tại trần đứa bé không hề bình thường. Các ngón tay dính lại với nhau bằng một màn thịt mềm mềm, khi Việt và Thư trông thấy liền nghĩ tới màn chân Việt, họ lặng lặng hiểu ra đây là vì cái gì. Bác sĩ nói, bệnh của em bé là do dị dạng bẩm sinh. Đợi con lớn hơn một chút liền có thể phẫu thuật trình hình nếu muốn. Hai người chỉ biết chấn an nhau rồi cũng nuôi nấng con. Khi 18 tháng, em bé được phẫu thuật bàn tay và tình trạng đã khá hơn. Nhưng rồi chuyện khác lại xảy ra. Đứa bé này vốn dĩ không nên sinh ra đời vì nó phải chịu đựng quá nhiều đau khổ. Cái đầu của đứa trẻ cứ dần to lên. Em bé hay khóc, rất dễ khó chịu. Đôi mắt cứ lờ đờ trông không rõ. Nó chẳng phản ứng với những đồ chơi hay hình ảnh màu sắc gì. Họ lại mang đứa bé đến bệnh viện. Căn bệnh lần này em bé mắc phải gọi là não úng thủy. Căn bệnh quái ác ấy không ngừng hành hạ em. đã vẫn lớn lên nhưng trí tuệ kém phát triển một cuộc sống đau khổ lại quằn quại chạy chật hai vợ chồng chỉ ước gì mình chưa từng sinh con ra để nó không phải chịu khổ dù có cố thế nào cũng khó mà bù đắp được những việc ác đã gây ra trên đời quả báo là quy tắc hiển nhiên có tránh thế nào cũng không tránh khỏi đáng tiếc nhất là đời trước làm mà đời sau phải nhận sống trên đời không làm thì không sợ nếu đã dám làm thì có ngày gánh chịu hậu quả đừng hỏng mà cãi số trời. Cảm ơn tác giả thanh vi rất nhiều đã gửi đến kênh người dẫn đường quay âm một tập truyện khá là hấp dẫn. Không biết quý vị nghĩ gì về câu chuyện này. À, còn à, thời gian gần đây thì kênh người dẫn đường quay âm à, cũng đã nhận được thêm những tín hiệu đáng mừng rằng có khá là nhiều quý vị khán giả mới biết tới kênh, cũng như những người tác giả mới cũng à, ủng hộ và đóng góp cho kênh khá là nhiều các câu chuyện hay và thuận cảm ơn tất cả quý vị khán giả cũng như những người tác giả đã lựa chọn kênh người dẫn đường quay âm và giọng đọc của duy thuận rất là nhiều và hy vọng rằng là sẽ có nhiều tác giả hay hơn nữa biết đến kênh người dẫn đường quay âm cũng như có nhiều quý vị khán giả ủng hộ kênh hơn nữa để kênh càng ngày càng phát triển hơn và uh, như thuận cũng đã tâm sự một vài lần với tất cả quý vị rồi thì để làm được ra một cái kênh như thế này phát triển được đến nay đã là gần 5 năm thì cũng không phải là một cái chặng đường nó quá là dài nhưng nó cũng không có ngắn và từ những ngày đầu thành lập kênh tới giờ thì cũng trải qua rất là nhiều những khó khăn sóng gió mới có thể tồn tại được tới ngày hôm nay quý vị ạ và để mà làm được một kênh như thế này thì cũng cần một ekip tới 3 tới bốn con người thì cùng làm thì mới có thể làm ra được một kênh nha quý vị thế cho nên là cái kênh này hiện tại nó đang nuôi sống khoảng ba bốn con người cộng thêm nữa là uh, rất là nhiều người tác giả hợp tác với kênh thì mình cũng phải trả tiền tác quyền cho họ nói từ nuôi sống thì không phải nhưng mà ý là cũng đóng góp thêm một cái phần công sức tiền bạc vào uh, quỹ tiền của những người tác giả đó thì uh, chỉ một cái kênh này thôi mà hiện tại nó cũng đang gọi là chia năm xẻ bảy ra chứ không phải là một mình thuận được hưởng quý vị nha nên là nên là nếu mà quý vị đồn rằng là có một vài quý vị khán giả bình luận rất là vui ấy nè thuận làm youtube chắc giàu lắm ha thu nhập cả hàng trăm triệu vài trăm triệu một tháng ha. không có chuyện đó quý vị nha à, những cái kênh mà youtube kiếm được nhiều tiền ấy là những cái kênh phải thực sự rất là nổi hàng triệu lượt subscribe hàng triệu người theo dõi view rất là cao nhưng quý vị có thể thấy rằng là kênh tre người dẫn đường quay âm cũng chỉ có vài chục nghìn người theo dõi thôi. À không có có khoảng bến giờ là hơn 200 nghìn người theo dõi nhưng mà cái lượt lượt view ấy cũng chỉ là vài chục nghìn view, hợp à, nhiều lắm thì lên được khoảng 200 nghìn view, thế là cao lắm nên là cái thu nhập của kênh nó cũng không quá cao như quý vị nghĩ đâu. Nhưng mà cũng làm cái công việc này thì cũng một phần là vì kiếm tiền nhưng một phần là cũng vì là đam mê nữa quý vị ạ. chứ không hẳn là chỉ kiếm tiền. Nhưng là do là bản thân thuận cùng các anh chị trong ekip thì cũng nhiều người mê tới cái lĩnh vực tâm linh này, mê về đọc truyện nên là mới làm ra kênh này nhá. Nên là hy vọng rằng là quý vị khán giả hiểu điều đấy để ủng hộ cho kênh nhiều hơn nữa. Tức là càng nhiều view, càng nhiều người xem thì đương nhiên sẽ kiếm được nhiều tiền. Và khi mà có được nhiều tiền rồi thì đương nhiên Thuận cùng với anh chị em trong ekip ấy sẽ đầu tư được nhiều hơn Tức là có tiền để đầu tư cho kênh nhiều hơn Thì lúc đó sẽ làm hình ảnh này, chất lượng mọi thứ Nó sẽ tốt hơn Thậm chí Liên hệ với những người tác giả mà người ta có um, Những cái câu chuyện thật là hay Tức là những cái tác giả mà người ta viết chuyện đặc sắc Để mà có những người tác giả viết chuyện hay Mình nghe mình rất là cuốn quý vị nha thì mình phải bên thuận sẽ phải trả tác quyền cho họ khá là cao thì mới có thể thu hút họ về đóng góp cho kênh được thế cho nên là nếu mà càng phát triển càng nhiều tiền thì đương nhiên kênh sẽ càng ngày càng hay chuyện càng ngày càng hấp dẫn từ video từ chất lượng âm thanh từ tất tần tật mọi thứ nó sẽ tốt hơn rất nhiều so với thời điểm hiện tại Đấy. cái này là thuận tâm sự thật lòng cho cái vị hiểu cái hành trình của một youtuber là như thế Chứ không phải là cứ ngồi đi đọc xong là kiếm hàng trăm triệu như lời đồn là không có quý vị nha. Nó cũng là một cái chặng đường khá là dài. Thậm chí là 5 năm nhưng mà phải mất từ hai phải mất khoảng 2 năm, 2 năm đầu tiên. Thậm chí là gần 3 năm hầu như là không có thu nhập nhiều. Vẫn có nhưng nó không có đáng kể. Thậm chí là của bị âm tiền của phía Đình Tùng Media nữa. đó Nên là quý vị hiểu điều đấy để đừng bao giờ bỏ rơi thuận nhé <laughs> quý vị bỏ rơi thuận thì kênh cũng sẽ xuống ít người xem ít view thì chắc chắn là sẽ không thể tồn tại được nên là thuận cũng chỉ muốn là với mỗi một cái câu chuyện mà nó còn ngắn còn thời gian thì thuận ngồi tâm tình nói chuyện với quý vị để quý vị hiểu được cái hành trình phát triển của kênh cũng như cái tâm tư nguyện vọng thì mong muốn rằng quý vị khán giả hãy ủng hộ cho kênh bằng cách like, share, chia sẻ thật là nhiều lên cho những người thân của mình biết và chính cái sự tương tác của quý vị trên kênh ấy like này share hoặc là bình luận cái gì đấy là youtube người ta nhận thấy à cái kênh này đang có nhiều người theo dõi này nội dung nó ok này lúc đấy youtube sẽ đề xuất lên đó, đề xuất lên gọi là lên xu hướng đó thì lúc đấy thì sẽ có nhiều người người ta tiếp cận được với kênh hơn thì kênh sẽ càng ngày càng phát triển hơn đó, đó là điều mong muốn mà thuận đã nhắn nhủ và nhờ vả quý vị khá là nhiều lần rồi nhưng mà liên tục thuận sẽ phải nhắc lại để quý vị khán giả có thể nào mà tương tác dùm cho thuận nhé để cho kênh có nhiều lượt tương tác hơn nhé cảm ơn quý vị rất nhiều còn bây giờ thì xin chào hẹn gặp lại chúc quý vị ngủ ngon